chương 4600, không ăn không ngươi. Cái này một chiến, hao phí tâm thần. Cái này một chiến, nguy cơ sinh tử. Có thể là hai người hợp tác lên đến, vẫn là làm đến, đánh giết một vị nửa bước hóa đế. Mà này sự tình một ngày truyền ra đến, kia mục vân cùng tạ thanh, liền đem tại cái này thương lan thế giới bên trong, triệt để nổi tiếng. Chúa tể cảnh võ giả, là thương lan thế giới đỉnh phong cấp độ. Mà siêu việt chúa tể cảnh cấp bậc, liền là đứng tại kim tự tháp phía trên tồn tại. Từ nay ngày sau, hai người chi danh, sẽ hội là kim tự tháp phía trên cấp bậc, không lại là bất luận người nào có thể dùng khinh thường. Từ lúc kiếp trước tiên giới về sau, bao nhiêu năm đến, hai người tới chỗ lang thang, đã rất rất lâu chưa từng cái này, ăn ý phối hợp, đến một chàng sinh tử chi chiến. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tạ thanh cười ha ha ở giữa, nói, lần sau, liên thủ đồ thiên đế, liên thủ tiếp đồ đế minh cái kia lão vương bắt đàn. Không, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân lại là cự tuyệt nói, lão tử muốn chính mình đồ, cùng người hợp tác, không có nhãn hiệu. Ngươi cho rằng ta muốn hợp tác với ngươi, lão tử tổ long hậu duệ, hợp tác với ngươi, kia là để mắt ngươi. Thôi đi, lão tử là thần đế ngoại tôn, thần đế chi tử, thanh đế chi tử, hợp tác với ngươi, kia là để mắt ngươi. Cho ngươi mặt mũi là đi, ngươi những kia thân phận, tính cái trùy, ở trước mặt người ngoài thổi phồng thổi phồng liền phải, cùng ta khoe khoang cái gì kinh. Hai người ngươi một lời ta một câu, dùm ben. Mà không bao lâu, Giang Bách Diếm, huyết phù anh mấy người, lần lượt chạy đến. Thiếu chủ nhân, không có sao chứ. Không có việc gì, không chết được. Giang Bách Diếm lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Phân nếu là ra sự tình, kia Giang ra thật là không mặt mũi nào gặp Mục Thanh Vũ. Mà không bao lâu, ôn Nguyệt văn cũng là đến. Tuân Viễn Sơn chạy, ôn Nguyệt Phân lời ít mà ý nhiều nói. Nhìn đến Lý Khai Dương bị thiếu chủ nhân giết. Tuần Viễn Sơn tự biết không phải ôn cô nương đối thủ, nhanh chóng liền chạy. Khai Dương cùng cùng giao quang cung phong thiên cảnh võ giả, cũng là cùng lấy vị cung chủ kia, nhanh như chấp chạy. Nghe đến cái này lời nói, tạ thanh lúc này oai cái mũi trợn mắt nói, là lão tử, là lão tử cùng Mục Vân cùng nhau giết. Vâng vâng vâng, tạ công tử cũng là uy vũ bất phàm. Mục Vân liền nói ngay, trước mắt cái này bên trong cũng không phải tu chỉnh địa phương, trước đi đi. Ừm, một đoàn người, lần lượt rời đi một bên khác tuân viễn sơn thân bên trên nhuốm máu khá là chật vật tốc độ cực nhanh trốn khỏi một câu cũng không muốn nói trọn vẹn lao nhanh mấy vạn dặm đám người mới dừng lại nhìn lấy bốn phía đám người chật vật tư thái tuân viễn sơn càng là khí không đánh một chỗ tới lý khai dương chết sớm chiều ở chung mấy chục vạn năm khai dương cung cung chủ bị giết như là đế tinh đại nhân biết rõ này sự tình là cỡ nào tâm tình đáng chết tuân viễn sơn nhịn không được chửi nhỏ một câu mục phân bên cạnh nữ tử kia thực lực cường đại không nói tầng tầng lớp lớp bán đế khí càng là để hắn cực kỳ kiêng kỵ lý khai dương chết rồi cái này sự tình tất nhiên oanh động cả cái thương lan thế giới một vị nửa bước hóa đế mất mạng cái này có thể nói là to lớn tin tức tuân cung chủ lúc này một vị phong thiên cảnh thập trọng cường giả chắp tay nói chúng ta sao làm a à? mục phân có thể nói là từng bước một cuột khởi từng bước một thành vì phong thiên cảnh bát trọng đến hiện tại đều có thể dùng đánh giết nửa bước hóa đế cảnh giới. Tuy nói là cùng tạ thanh cùng nhau liên thủ, có thể là kẻ này bản thân thực lực, giết thập trọng đã không khó. Như này cái này đi xuống, thật đợi đến mục vân đi đến thập trọng cảnh giới, nói không được liền có thể dùng trực tiếp đánh giết nửa bước hóa đế. Đến lúc đó, mục gia vị thiếu chủ này quật khởi, lại thêm mục thanh vũ những năm này mưu kế tỉ mỉ, vung cánh tay hô lên, có lẽ so năm đó diệp tàu càng để cho người kiêng kỵ. Đế Minh Đại Nhân đến cùng tại nghĩ cái gì? đế tinh đại nhân đến cùng lại đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật muốn chờ chính mình đối thủ quật khởi, quật khởi đến có thể dùng uy hiếp tự thân thời điểm mới động thủ chu sát sao? Vì cái gì, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, có thể có đế văn đình cùng đế văn khuyết tin tức. Nghe đến cái này lời nói, mấy người lắc đầu, Tuân Viễn Sơn liền nói ngay, đế tinh đại nhân quyết sách, ta mấy người vô pháp phỏng đoán, cũng không cần đi quản. Cái kia ôn Nguyệt Văn chỉ cần tại mục vân bên cạnh, hiện nay, trừ phi là ba vị nửa bước hóa đế, hoặc là một vị chuẩn đế mang lấy hai vị nửa bước hóa đế, nếu không muốn giết Mục Vân, người si nói mộng. Trước tạm tìm kiếm đế văn đình cùng đế văn khuyết cùng với đế văn tuyên ba người đi. Vâng, tam cung bí cảnh chỗ, so với phía trước mười một cung bí cảnh càng, càng càng rộng lớn. Cái này bên trong là một phương thế giới, tọa lạc càng là năm đó thái cổ thời kỳ đệ nhất đế thương đế thương đế các. Vô tận dãy núi núi non trùng điệp, xâm lâm dày đặc, thiên kỳ bách chuyển địa vực, làm cho này chỗ cực kỳ thần bí cùng minh mông. Lúc này, một mảnh cao sơn ở giữa, giang bách diếm, huyết phù anh mấy người, phái người ở ngoại vi trông coi. Sơn mạch bên trong, một cái sơn cốc chỗ, mục phân cùng tạ thanh hai người, ngồi xếp bằng. Những này là đã từng nguyệt tâm mang cho ta linh dịch, ngươi xem một chút, loại nào đối ngươi hữu dụng, chính mình cầm. Mục phân thân trước trưng bày từng đống bình bình lọ lọ, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ muôn màu. Tạ thanh lúc này nhìn thoáng qua, bàn tay vung lên, kia bình bình lọ lọ mở ra, tả thanh cũng không nhìn, một mạch trực tiếp nuốt xuống. Người muội mục phân mắng câu, người thuộc giống chó A, à. tả thanh bẹp miệng, phẩm vị vô biên nói, ta tu hành tổ long quyết, thiên địa vạn vật linh dược, ta đều có thể luyện hóa, đa tạ đệ muội hảo ý. Mục phân khóe miệng giật một cái, hắn từ đệ thất thiên giới rời đi đến hiện tại, đi qua rất nhiều năm, có thể là minh nguyệt tâm cho hắn mang linh dịch, đan dược các loại, hắn căn bản không dùng hết. Chủ yếu là quá nhiều, cái này tốt, Tạ thanh tất cả nuốt, không ăn không ngươi, tạ thanh lúc này, bàn tay vung lên, bình bình lọ lọ tất cả đều xuất hiện. Những này là ta qua nhiều năm như vậy tập hợp, còn có là huyên nhi cho ta, bách lý lão đầu cho ta, đều là long tộc bí đan, chính ngươi nhìn xem, cái nào đối ngươi hữu dụng. Mục phân tỉ mỉ phân biệt, sau cùng tuyển mấy loại, từng cái nuốt, cái khác, ống tay áo một quyển, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm gì, tạ thanh sướng sờ, mắng, liền ăn liền cầm, ngươi đem đồ của ta ăn sạch người không liền đều phải cho ta rồi. Cút đi, cái này là lão tử bao nhiêu năm đến tích lũy, người muốn mặt sao? Nghe đến cái này lời nói, Mục Phân cười nhạo nói, người có thể là ngũ trảo kim long tộc tộc trưởng thừa long khoái tế, lại là bách lý khắp đại đế hòn ngọc quý trên tay, còn thiếu đan dược. Người cút đi, tạ thanh mắng, trả cho ta, nhanh điểm, người hai cái bà nương đều là đan sư, người ngoại tổ mẫu vẫn là đan đế, người cướp ta, người không biết xấu hổ. Bản thân không cần mặt mũi, người ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, người không biết sao. Đám người lưu lại tại này chỗ đã là có một tháng thời gian. Mục Vân cùng tạ thanh thể nội thương thế, cũng là khôi phục hơn nửa. Những này thời gian, Giang ra cùng phù dung lâu võ giả cũng là ngẫu nhiên bên ngoài ra, tìm hiểu một chút tin tức. Nói cho cùng, Lý Khai Dương chết rồi, tinh thần cung người, chỉ sợ là muốn trả thù. Cho nên hai người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tuyển trạch tại cái này bên trong ẩn núp người có thể đến tới thập trọng sao? Mục Vân nhìn về phía tạ thanh, chân thành nói, người cho rằng thập trọng là rau cải trắng, ta đi đến cửu trọng, vẫn là thương đế tháp công lao, thập trọng sao có thể nhanh như vậy? Tạ thanh bĩu môi nói, chương 4601, thương đế sơn, từ cửu trọng cảnh giới, đi đến thập trọng cảnh giới, chút tể đạo từ 9.000m, nhảy vọt 500m, đi đến 9.500m, có thể là lúc này thập trọng, là sơ nhập, thật đi đến vạn mét, mới thật sự là thập trọng đỉnh phong cảnh giới lại đi một ngàn mét, chúa tể đạo liền đến cuối. Tạ thanh chân thành nói, cái này sau cùng một ngàn mét, so phía trước chín ngàn mét đều khó, một điểm không khoa trương, bách lý lão đầu nói qua, sau cùng một ngàn mét, là đại đạo áp súc một ngàn mét, cho nên cái này thương lan thế giới bên trong, phong thiên cảnh võ giả cũng không ít, các đại cường hoành nhất đảng thế lực, tán ở các nơi phong thiên cảnh, tập hợp cùng một chỗ, mỗi một phương ít cũng mấy ngàn người. Nhưng là, phong thiên cảnh nhất trọng đến tập trọng cảnh giới, bát trọng cửu trọng hàng đầu, Thập trọng liền là tỏa chấn một phương, thập trọng ít nhất mấy ngàn người bên trong có mấy cái liền không sai. Cũng là bởi vì chúa tể đạo cái này sau cùng 1 ngàn mét, quá khó đi, có chút người, khả năng 1 vạn năm đi ra 1 mét, thậm chí 10 vạn năm có thể đi ra 10 mét liền không sai. Mục phân hiện nay chúa tể đạo đi đến 8.700 mét, khoảng cách 9.000 mét, còn kém 300 mét. Cái này 300 mét, trên thực tế dùng một vị nửa bước hóa đế tinh khí thần đến nói, đầy đủ. Chỉ bất quá trước mắt hắn thể nội thương thế còn chưa khôi phục triệt để, cho nên cũng chưa tuyển trạch lúc này dung hợp kia tinh khí thần, đến tiến hành vượt cảnh. Hai người khoanh chân vào chỗ, sơn cốc bên trong, cách đó không xa, ôn nguyệt văn nghiêng dựa vào một bông hoa dưới cây, lộ ra rất là thoải mái. Ôn cô nương, tạ thanh lúc này gọi nói, phía trước nghe người nói, thương đế tháp là thương đế các tam đại kỳ địa một trong, kia mặt khác hai chỗ đâu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Nguyệt Văn nhìn tạ thanh một mắt, Mới nói, thương đế Sơn, thương đế Nguyên. Thương đế Sơn, thương đế Nguyên, tạ thanh hiếu kỳ nói, có cái gì kỳ quái sao? Thương đế Sơn, là thương đế đại nhân năm đó mang đến một và Sơn. Này Sơn nghe nói có thể dùng rèn luyện võ giả chúa tể đạo, cùng liệt hỏa thần Sơn khá có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng là lại không giống nhau. Thương đế Nguyên, thì là một chỗ bản nguyên thế giới, là thương đế trước kia tốn hao đại đại giới chế tạo ra đến một vùng không gian, đi vào về sau, cũng là có thể được đến đến rèn luyện đề thăng cảnh giới ôn nguyệt văn chậm rãi nói thương đế tháp thương đế sơn thương đế nguyên ba cái đều là đối với võ giả đề thăng tự mình nắm giữ chỗ tốt cực lớn địa phương tại thái cổ thời kỳ ta mơ hồ nhớ rõ đương thời đến từ thương lan các nơi trên thế giới võ giả đều tha thiết ước mơ có cơ hội tiến vào cái này ba chỗ địa phương đề thăng tự mình đại khái đều không sai biệt lắm nhưng là lại có sự khác nhau rất lớn chi chỗ ta không tiến vào qua cụ thể cũng không rõ ràng Mục Vân cùng Tả Thanh lúc này đứng dậy, Mục Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt Văn nói, có thể tìm tới sao? Có thể a, à, Ôn Nguyệt Văn chỉ chỉ sơn cốc bên ngoài, nói, nơi này chính là Thương Đế Sơn ngoại vi. Hả, ân ân ân, hai người một mặt mộng nhìn lấy Ôn Nguyệt Văn, Ôn Nguyệt Văn lại là nói, lúc trước ngươi không phải nói mang các ngươi đi một chỗ an toàn địa vực, ta nghĩ lấy ngươi khôi phục thương thế, nhất định vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm Thương Đế các bên trong mật địa, cho nên liền trực tiếp mang các ngươi tới đây, tránh khỏi phiền phức ôn cô nương người thật là quá khéo hiểu lòng người tạ thanh áp sát tới cười hắc hắc nói đời này như là đến người cái này giai nhân bồi bạn bên cạnh ta tạ, tạ thanh thật là tam sinh hữu hạnh a à. ôn nguyệt văn nhìn thoáng qua tạ thanh không nói gì tạ thanh cũng không cảm thấy xấu hổ lão mục để giang gia cùng phù dung lâu người đều tập hợp chúng ta đi vào nhìn một cái thương đế sơn tạ thanh cười hắc hắc nói nếu là ta có thể đủ tại thương đế sơn bên trong đi đến phong thiên cảnh thập trọng kia liền chạm tinh thần cung một vị nửa bước hóa đế, vì ta tạ thanh tự thân chính danh. Tiếp tục thổi, thổi phá thiên, người kia ra mặt dày cũng là treo được. Không tin thì thôi, hai người nói chuyện, chính là hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi, triệu tập đám người. Ôn Nguyệt Phan như Nguyệt Cung tiên tử, không nhiễm hạt bụi, theo lấy hai người đi ra khỏi sơn cốc. Trên thực tế, Ôn Nguyệt Phan đối tạ thanh cùng mục vân quan hệ, rất là hiếu kỳ. Hai người có thể đủ cùng nhau liên thủ chém giết Lý Khai Dương, cái này nhất định là qua mệnh giao tình, mới có thể như này tiến nhiệm, như này hợp tác. Có thể là hết lần này tới lần khác, hai người cùng một chỗ, không ra ba câu nói, chính là ngươi mắng ta, ta mắng ngươi, giống là cửu nhân đồng dạng. Cái này để kinh nghiệm sống chưa nhiều ôn Nguyệt Văn, thực tại là không rõ. Đám người tập hợp, một đường hướng lấy Sơn Mạch Nội Vi mà đi. Ôn Nguyệt Văn tại trước dẫn đường, mở miệng nói thương đế Sơn năm đó bốn phía có cự trận bao phủ, từ thương đế cung hủy diệt khả năng trận pháp không tồn tại, không biết rõ thương đế sơn nội bộ kỳ lạ, phải chăng vẫn tồn tại. Nói đến chỗ này, ôn Nguyệt Văn nói bổ sung, tam đại địa một trong thương đế nguyên, rất khả năng đã chết đi. Vì cái gì, thương đế nguyên là thương đế đại nhân khai sáng không gian thế giới, cần thiết quanh năm có người dùng thiên địa chi linh tưới tiêu, duy trì, đã nhiều năm như vậy, không người quản lý, chỗ kia liền là hoàn toàn không còn hình dáng. Đáng tiếc, tạ thanh là thật cảm thấy đáng tiếc, thương đế cung bên trong trùng trùng, tuyệt đối là giá trị vô cùng chân quý, liền này không có, người nào không đáng tiếc. Lúc này, ôn Nguyệt Văn đột nhiên dừng bước, phía trước, từng tòa núi cao nguy nga, lệnh người nhìn lên. Mà mỗi một tòa cao sơn vách núi vị trí, đều là khắc họa lấy đạo đạo phiền phức phức tạp ấn ký. Là giới văn, Mục Vân hiện nay ngừng tụ giới văn đi đến 1.200 vạn đạo, đối giới văn nhạy bén độ cũng là đề thăng không ít. Ôn Nguyệt Văn đi đến phía trước, ngón tay một điểm, hư không tại lúc này như một loại nước gợn nhộn nhạo lên nhìn đến thương đế sơn hẳn là coi như hoàn hảo ôn nguyệt văn nói bàn tay một nắm lốp bốp thanh âm tại lúc này vang lên hắn tay bên trong xuất hiện một cái trường tiên soi dài ba trượng toàn thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang mà lại một mực hỏa quang bắn bốn phía phát ra lốp bốp thanh âm bán đế khí lúc này mục phân cũng tốt tạ thanh cũng được đều đã là không cảm thấy kinh ngạc ôn nguyệt văn thân bên trên đến cùng có nhiều ít kiện đế khí hai người cũng không tâm tư đi quan tâm Lúc này, Ôn Nguyệt Văn bàn tay hất lên, trường tiên bộc một tiếng, kích đánh phía trước hư không. Nhất thời ở giữa, hư không nhộn nhạo lên, ẩn ẩn ở giữa có từng đạo hỏa mang tản ra. Ôn Nguyệt Văn một roi một roi rút ra, kia hỏa mang từng bước khuếch tán ra tới. Mà theo lấy Ôn Nguyệt Văn một roi một roi quất xuống, hư không dập dờn, cuối cùng xuất hiện một đạo lỗ hồng. Ôn Nguyệt Văn cũng không nhiều lời, vừa bước một bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy. Vào đi, kết quả là đám người theo lấy ôn nguyệt văn, tiến vào bên trong. Từ hư không cấm chế bên ngoài, tiến vào đến hư không trong cấm chế. Nhất thời ở giữa, đất trời bốn phía, hoàn toàn thay đổi. Phía trước dõi mắt nhìn lại, từng tòa cao sơn, uy vũ trang nghiêm, mỗi một tòa cao sơn, đều là cao tới vạn trường, có lấy từng tầng từng tầng hỏa diễm tràn ngập. Nhưng là nhìn kỹ lại, những kia cũng không phải là hỏa diễm, mà là mỗi một tòa cao sơn, đều là bầy biện ra hỏa hồng sắc nham thạch, cho người sai cảm giác. Đám người thân chỗ cao rìa ngọn núi chỗ, phía trước từng đầu đại đạo, bốn phương thông suốt, tựa hồ vô tận đầu. Cái này là Thương Đế Sơn, Ôn Nguyệt Văn lúc này thu hồi hỏa hồng trường tiên, mở miệng nói, năm đó, Thương Đế cung bên trong rất nhiều đệ tử, cũng là tại này chỗ ma luyện thực lực bản thân. Chương 4602, hết thảy đều là hư huyễn. Cái này là Thương Đế Sơn, cảm giác không có cái gì kỳ lạ a. À, tạ Thanh lúc này nhìn về phía trước, nói thế nào ma luyện cái này bên trong mỗi một cái đại đạo, đều đại biểu cho một con đường, người có thể đi trên đại đạo, chính là giống như đi ở trong nhân thế, mà luyện tâm trí, qua tâm quan, mới có thể qua võ quan, tiếp theo đi đến đại đạo phần cuối, liền có thể chọn định một tòa sơn, được đến một tràng tạo hóa. Tạ thanh thầm nói, cùng thương đế tháp không sai biệt lắm. Bản chất đồng dạng, có thể là ma luyện sai lầm vẫn phải có, thương đế tháp là ma luyện cảnh giới làm chủ, nhưng là cái này bên trong là ma luyện tâm trí làm chủ. Ôn Nguyệt Văn nhìn thoáng qua thân sau đám người, nói tâm trí không kiên định người, vào này chỗ về sau, mê thất tự mình, hội chết, muốn học được lấy hay bỏ. Không ít người nghe đến lời này, đều là hơi ngẩn ra. Muốn học được lấy hay bỏ, chỉ là lấy hay bỏ há là kia lựa chọn tốt. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. liền tại Ôn Nguyệt Văn nói chuyện ở giữa, đột nhiên, phía trước, kia từng tòa cao sơn, cách bọn họ tựa hồ rất gần, lại tựa hồ rất xa. Tại thời khắc này, một tòa cao sơn chi đỉnh, đột nhiên xông ra hỏa diễm, quang mang bắn bốn phía, xông thẳng tới chân trời. Ôn Nguyệt Văn liền nói ngay, nhìn đến, có người sớm ta nhóm một bước, đi đến này chỗ. Tiến vào võ giả nơi này, có thể là không ít. Có thể đủ tìm tới Thương Đế Sơn, nhất định cũng có, các đại nhất đảng thế lực đã đến, tự nhiên là đối Thương Đế cung có hiểu biết. Sấm cái thử nhìn một chút, tốt, hai người một ngựa đi đầu, tuyển định hai đầu đại đạo, trực tiếp đi ra phía trước. Mục Vân lúc này nói, chư vị, dựa theo tự mình lựa chọn đến, thử một lần cũng không có cái gì, nhưng là nhớ lấy, không thể cưỡng bách chính mình. Không ít người gật gật đầu, Mục Vân dặn dò xong, chính là trực tiếp dậm chân mà ra. Một người, một đạo, giống như thông hướng thiên địa phần cuối. Tiến lên ước chừng trăm mét, Mục Vân thân ảnh, đột nhiên dừng lại. Cái khác người cũng không thể nhìn thấy Mục Vân kinh lịch cái gì, chỉ là nhìn đến Mục Vân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lúc này, Mục Vân cảm thấy mình cũng là đứng tại chỗ, có thể là bên cạnh bốn phía tràn cảnh, đã là pháp thân biến hóa long trời lở đất. Hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh luyện ngục chỗ bên trong, bốn phía chỉ có vô tận hắc ám, vô tận nham tương, mà chỉ có chính mình dưới chân đạp lấy đại địa là an toàn. Tại cái này vô tận luyện ngục chỗ bên trong, có lấy lần lượt từng thân ảnh, lao nhanh mà ra, đằng đằng sát khí. Những kia nhân thân hình khác nhau, mỗi một bộ thân thể đều là khô lâu nhân, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, lệnh người e ngại. Mục Vân lúc này tâm niệm vừa động, thiên khuyết thần kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không biết rõ cái này là huyến cảnh hay là chân thực. Chỉ là thiên khuyết thần kiếm tại tay, để hắn cảm giác đây không phải hư giả. Một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, đạo đạo khô lâu nhân, thân thể bị kiếm khí chém chúng trực tiếp nứt ra. Khủng bố khí tức, để Mục phân bản thân cảm giác như rơi xuống địa ngục. Kiếm mình bát hoang, diệt bát hoang, vô tận bát hoang, ba đạo kiếm thức, uy năng duy trì liên tục biệt ra mục phân công kích càng ngày càng bá đạo có thể là bốn phía khô lâu thân càng ngày càng nhiều cái này địa ngục tràng cảnh nhìn một cái từ kia trong lòng đất xuất hiện một cái lại một cái khủng bố khô lâu phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối đại lực thần chỉ thuật một đạo giấu tay nghiền nát thời không một đạo đại đạo trải liền ra giấu tay những nơi đi qua khô lâu bị tất cả đều nát bấy có thể là dù vậy giấu tay nghiền ép mà qua về sau vẫn y như cũ là không nhìn thấy đám xương khô này người phần cuối ở đâu. Thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng có một tia hồi hộp mà qua. Vĩnh viễn không có điểm dừng, một kiếm lại một kiếm, một chỉ lại một chỉ, thẳng đến cuối cùng, Mục Vân đem huyết long chú, hư không thần quyết, hoàng đế kinh, cùng với thái cực chi đạo, tất cả đều thi triển đi ra, chém giết một vị lại một vị khô lâu võ giả, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn, có thể là còn chưa kết thúc. Dần dần, Mục Vân rốt cuộc đi đến cực hạn, chống đỡ không nổi, cả cái nhân khí hơi thở đều là ảm đạm xuống. Hắn cảm giác được chính mình thân thể bị thôn phệ, cảm giác đau tràn ngập toàn thân, giống như có ngàn trùng vạn trĩ, tại thôn phệ lấy chính mình thân thể. Cái này loại cảm giác làm cho mục phân cực kỳ không khoái, có thể lại là vô pháp giải quyết cái này các loại không thoải mái. Như lâm tử cảnh, có thể là, mục phân không muốn đi chết, hắn như là chết rồi, mục tộc hy vọng ở đâu. Hắn như là chết rồi, qua nhiều năm như vậy cố gắng, đây tính toán là cái gì? Cái này nhất khắc, dù cho toàn thân bị gặm ăn, toàn thân phủ đầy thống khổ, có thể là mục vân thủy chung là cắn răng ngượng chống. Thời gian từ từ trôi qua, cái này các loại thống khổ, làm cho mục vân cảm thấy mình đã chết rồi, có thể là tựa hồ còn chưa có chết. Như này cái này phía dưới, mục vân thể nội, khí tức từng bước khôi phục, giống như từ đáy lòng đản sinh sinh khát vọng, hóa thành sinh mệnh lực lượng, lưu chuyển không thôi. Mà nhất thời ở giữa, mục vân thân thể bốn phía, phảng phất có đạo đạo lưu quang hộ thể, những kia khô lâu, thân thể tán loạn, nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Mục Vân thức tỉnh, đến lúc này, hắn mới phát giác, nguyên lai hắn chỉ là đứng ở chỗ này, cũng chưa động đậy. Hết thảy đều là hư huyễn, Mục Vân nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại, khảo nghiệm tâm trí, lại giống như chân thực pháp thân, quả thực là để người cảm thấy lương sinh hàn. Bước chân hắn lại lần nữa bước ra, một vào đại đạo, bốn phía hết thảy đều không tồn tại, chỉ có trước mặt cái này một cái đại đạo, trực thông vân tiêu. Sau đó đường đi, Mục Vân mỗi lần rơi vào đến tuyệt cảnh, đủ loại kiểu dáng, như chân thực kinh lịch, có thể là đi đến hiện tại, Mục Vân tâm trí đã đầy đủ cứng cỏi, từng cái đều là trống xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng, đi đến đại đạo phần cuối, Mục Vân đứng tại phần cuối vị trí, nhìn lấy bốn phía hết thảy, chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái. Cái này bên trong, xác thực là một tòa cao sơn chi đỉnh. Sơn đỉnh vị trí, một tòa lầu các, lặng lặng đứng sừng sững Mục Vân dậm chân, tiến vào lầu các bên trong. Một gian phổ thông lầu các, nhìn không ra bất kỳ đặc biệt. Có thể là làm đến mục vân đạp vào lầu các bên trong về sau, lại là cảm thấy được, đất trời bốn phía ở giữa, tựa hồ có vô số ánh mắt, đang nhìn mình. Kia từng đôi mắt, cũng không tồn tại, có thể là bị theo dõi cảm giác, lại là để mục vân như có gai ở sau lưng. Dựa theo ôn Nguyệt Văn nói, xông qua đại đạo tâm trí chi quan, đi tới nơi này, hẳn là cơ duyên quỹ tặng. Có thể là trước mắt, lại là cái gì cũng không có. Chỉ là, ôm lấy này các loại nghi vấn mục vân, cũng chưa duy trì liên tục bao lâu, chính là đột nhiên nhìn đến, phía trước, lầu các bên trong, có lấy một đạo hư huyễn thân tư xuất hiện. Mặc dù hư huyễn, có thể là mục vân cũng là cảm thấy được, kia một thân ảnh, đại khái xuất liền là thương đế. Lúc này, hư huyễn thân ảnh, chậm rãi mở miệng. Đại đạo kiên định, tâm trí còn có thể, hồn phách tàn khuyết, thọ nguyên không tròn, 16 cái chữ lớn, từ hư huyễn thân ảnh miệng bên trong nói ra, tiếp theo, Hư Huyễn thân ảnh lần nữa nói tại này chỗ tự mình lính ngộ đi nói Hư Huyễn thân ảnh bên trong một đạo quang mang tại lúc này bốc lên mà ra khủng bố khí tức tại lúc này bộc phát ra oanh long long thanh âm không ngừng vang lên kia một đạo quang mang đem một vân thân thể bao phủ mà lúc này một vân tâm linh đột nhiên phóng không tự mình đứng tại tại chỗ vào giờ phút này quang mang này bao phủ một vân tự thân phảng phất một chiếc gương đem một vân hết thảy tu hành thiếu hụt bạo lộ ra chương 4603, Lòng Bạch Vũ, nhìn trộm tự mình tàn khuyết, Mục Vân lúc này hơi ngẩn ra, có thể là tiếp xuống, chính là nhìn về phía quang mang bên trong, mặt khác chính mình, không hoàn mỹ chính mình, thiếu hụt ở nơi nào. Hắn tâm tình từng bước bình phục lại, phảng phất đưa thân vào bên ngoài, tại biết rõ chính mình cái này một đường đi tới tu hành. Hắn từng bước chìm đắm đến cái này một phương tự mình thế giới bên trong. Quang mang kia bên trong chữ viết, tựa hồ ấn khắc đến Mục Vân trong tim, tại lúc này để Mục Vân cảm thấy được khó nói lên lời cảm giác. Cái này loại cảm giác, tựa hồ là chính mình tại nhận biết tự mình thiếu hụt, có thể lại giống là từ nơi sâu xa, có người thôi động lấy hắn tại tiến lên. Thật giống qua rất lâu, lại thật giống là chỉ là trong chớp mắt. Mục Vân từng bước cảm giác được, chính mình chúa tể đạo tại lúc này, tự chủ đem tinh khí thần lực lượng, dung nhập trong đó, từ 8.700 mét, rốt cục đi đến 9.000 mét. 9.000 mét, phong thiên cảnh cửu trọng, mà lại, không chỉ như vậy, hắn hồn hải bên trong, đứng sừng sướng hồn phách thể, tại lúc này hiển lộ ra mấy phần càng thêm cứng cỏi khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền chi lại huyền, nói cho cùng, lần này, trừ cảnh giới đề thăng, Mục Vân cũng chưa cảm thấy được chính mình chỗ nào có đề thăng. Có thể là, bỏ qua một bên cảnh giới đề thăng, hắn lại cảm thấy chính mình chỗ nào đều có đề thăng. Cái này loại cảm giác rất cổ quái. Mục Vân đứng dậy, cái này sơn đỉnh trong cổ điện, hết thảy không còn sót lại chút gì, chỉ có hắn tự thân, đứng tại sơn đỉnh, nhìn lấy tứ phương thiên địa, thương mang minh mông. Lúc này, Mục phân thân ảnh bay cao mà lên, rơi tại đại địa phía trên. Núi non trùng điệp cao sơn về sau, có lấy một tòa nhìn một cái, cực điểm rộng lớn võ tràng. Lúc này, võ tràng bên trên, đã là tập hợp một đám người. Làm mục vân đến chỗ này thời điểm, những kia người ánh mắt cũng là nhìn lại. Thiếu chủ nhân, đám người bên trong, một thanh âm vang lên. Mục Vân định mắt nhìn đi, chính là Giang Bách Diếm, trừ cái đó ra, huyết phù anh, hoặc khả thiên mấy người, cũng là tại này chỗ. Người nhóm, thế nào đều ở nơi này? Giang Bách Diếm lập tức nói, chúng ta đi qua kia đại đạo thất bại về sau, liền được đưa đến nơi này, không chỉ là ta nhóm, còn có một đám người. Theo lấy Giang Bách Diếm lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng là nhìn về phía mặt khác địa phương khác. Cái này một tòa võ tràng rất rộng lớn, cách đó không xa, còn có một đám người đứng ở nơi đó. Mục Vân nhìn một cái, chính là nhận ra, Thái Sơ cốt Long tộc người, kia Long Vân Tiêu, Long Vân Chi, Long Bạch Phong cùng với Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh mấy người, đều tại trong đó. Trừ cái đó ra, còn có một vị nam tử tóc trắng, thoạt nhìn cực điểm trẻ tuổi, cho người cảm giác lại là rất thương tang. Nhưng là khí chất cùng bề ngoài tương phản, làm cho người này để người một mắt chính là có thể ghi khắc. Vị kia là Thái Sơ cốt Long tộc, tộc trưởng Long Bạch Vũ. Mục Vân nghe nói, hơi ngẩn ra liền theo sau nội tâm âm thầm cẩn thận. Tuy nói 10 đại long tộc, hiện tại năm đại long tộc đã có rõ ràng lập trường, mặt khác năm đại long tộc, thái độ thật không minh bạch. Có thể là, thất thải thiên long tộc, ngũ trảo kim long tộc, hiển nhiên là đối hắn vẫn còn tương đối hữu hảo. Luyện ngục thần long nhất tộc, thâm uyên minh long nhất tộc, cái này hai tộc, mục vân cũng chưa tiếp xúc qua. Nhưng là thái sơ cốt long tộc, thiếu tộc trưởng long vân đằng có thể là bị hắn giết. Hắn hiện tại có thể là rất biết rõ, long tộc thái tử, ý nghĩa phi phàm. Giết long vân đằng, cái này long bạch vũ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn xem kia hư thương tử tộc trưởng cùng U Thiên Khuyết tộc trưởng nhìn thấy hắn kia căm hận bộ dạng liền biết rõ. Ôn Nguyệt Phan lúc này cũng là tại đám người bên trong, bất quá xưa nay không nói nhiều nàng, lúc này cũng chính là đứng tại đám người một bên, không nói gì. Mà đúng vào lúc này, bầu trời quang mang lóe lên, một đạo thân thể, tại lúc này rơi xuống. Chính là tạ thanh, tạ thanh lúc này thoạt nhìn, cả cái nhân tinh khí thần cũng là hoàn toàn khác biệt. Không có đến thập trọng, ta vừa đột phá cửu trọng mới bao lâu, nào có kia nhanh. Tạ Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy không khí có chút không đúng, ánh mắt nhìn đến Thái Sơ cốt long tộc một đám người, đột nhiên nở nụ cười. Long Bạch Vũ, đã lâu không gặp a." À. Tạ Thanh thoải mái nói. "Ngươi không sợ chết?" Lúc này, cách lấy trăm trượng khoảng cách, Long Bạch Vũ ánh mắt nhìn về phía Tạ Thanh, thản nhiên nói. "Sợ chết a?" À. Tạ Thanh lại là cười ha ha nói, đáng tiếc ngươi bây giờ không giết chết được ta, nếu không ngươi sớm động thủ. Nghe đến cái này lời nói, Long Bạch Vũ ánh mắt lấp lóe, không lại nhiều nói. Mục Vân lúc này nói, cái này Long Bạch Vũ coi như tỉnh táo, ngược lại là không đối người ta động thủ. Cái này ra hỏa có thể là cái kỳ nhân. Tạ Thanh lập tức nói, nghe nói trước kia, Long Bạch Vũ là cả cái người mười đại Long tộc bên trong, thiên phú tối cường người, đương nhiên, đó là bởi vì ta không có cùng hắn một thời đại. Cái này ra hỏa ban đầu, rất là phách lối, tại hắn kia một đời, là hắn nổi trội nhất, tự nhiên là thái tử gia, sau đến làm tộc trưởng, không biết rõ thế nào, cả cái người biến rất cổ quái, tính cách cũng là âm trầm xuống. Tạ Thanh lập tức nói, những này ta đều là nghe Bách Lý khắp nói, ngược lại rất kỳ quái. Người càng là như vậy, càng là đáng sợ, cách xa hắn một chút. Ừm, lúc này, Tạ Thanh nhìn về phía thái sơ cốt long bên kia, nhìn đến long phù linh huyển chuyển dáng người, lại nhìn đến long phù linh nhìn mình, lập tức ngoắc nói tiểu linh linh nhớ ta không long phù linh nghe đến lời này khuôn mặt đỏ lên lập tức xoay người sang chỗ khác sợ trêu đến phụ thân không cao hứng không nói gì long thái hiên lúc này cũng là tại đám người bên trong nhìn nhìn mục vân gật gật đầu không nói gì mục vân đối đây tự nhiên cũng là không có cái gì để ý nói cho cùng long vân đằng là chết ở trong tay hắn long bạch phú hiện tại có thể áp chế chính mình hỏa khí không có ra tay với hắn hắn đều cảm giác rất kỳ quái cái này võ tràng bên trong lúc này chỉ có bọn hắn hai phe đội ngũ chỉ là lẫn nhau cũng không để ý đối phương mục phân hiện nay bên cạnh tập hợp trên trăm vị phong thiên cảnh huyết phù anh giang bách diễm bọn người là thập trọng cảnh giới lại thêm một cái ôn nguyệt văn đồng thời mục phân cùng tả thanh liên thủ có thể giết nửa bước hóa đế đã chuyển ra thái sơ cốt long cái này bảy người cũng chưa động mục phân chỉ là mục phân cũng không biết ở chỗ này chờ cái gì bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi thăm ôn nguyệt văn cái này thương đế sơn, sông qua sơn đạo về sau, đến chỗ này, không có sông qua được võ giả, cũng có thể dùng đến chỗ này. Ôn Nguyệt Văn giải thích nói, bởi vì cái này thương đế sơn bên trong, có một đạo long tàng cốc. Long tàng cốc, ừm, là năm đó thương đế chém giết long tộc võ giả mai táng địa, trong này có rất nhiều trí bảo đi, cũng là thương đế làm đến ban thưởng. Ôn Nguyệt Văn tiếp tục nói, vốn phải là chỉ có đi qua sơn đạo người, mới có thể đi tới nơi này, nhưng là bây giờ, tựa hồ xuất hiện biến hóa, bao nhiêu năm không người trông coi này chỗ rất nhiều trận pháp khả năng hư hao khó trách bọn gia hỏa này tại cái này chờ lấy long tàng cốc thương đế năm đó đánh giết long tộc võ giả nhóm cũng hẳn là có mạnh có yếu a à. không biết rõ cái này bên trong hội còn sót lại những thứ gì kia bây giờ chờ cái gì lại có người bắt đầu đi sơn đạo cho nên long tàng cốc cũng chưa hiển hiện chờ kia chút đi sơn đạo người kết thúc đi lại có người đến mục phân rất là tò mò hội là phương nào chỉ là chờ đợi thời gian một nén nhang về sau, hậu phương sơn mạch bên trong, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Chương 4604, Long Tàng Cốc, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này lần lượt đến. Những cái kia nhân khí thế cực kỳ cường đại, mà lại cũng chưa cố ý ẩn tàng, thoải mái xuất hiện tại này chỗ. Tạ Thanh nhìn một cái, nở nụ cười, luyện ngục thần long nhất tộc người, còn có thầm Uyên Minh Long nhất tộc người. Mục Vân cũng là gật gật đầu, chỉ ít không phải huyết hóa ma long, cửu u âm long, Thái Hư Minh Long Tam tộc người, nếu không, Tam tộc người xuất hiện, thêm lên Thái Sơ Cốt Long nhất tộc, kích động kích động, còn thật khả năng trực tiếp đối bọn hắn một đám người xuất thủ. Kia Luyện Ngục Thần Long nhất tộc võ giả bên trong, đầu lĩnh một vị nam tử, một bộ hắc bào, thoạt nhìn khí chất u lãnh, nhưng lại không giống như u thiên khuyết kia âm lãnh, chỉ bất quá nhìn một cái, để người rất khó sản sinh thân cận cảm giác. Luyện Ngục Thần Long nhất tộc, tộc trưởng, Vũ Hào. Mà Thâm Uyên Minh Long nhất tộc một phương, dẫn đầu là một vị nữ tử kia khí độ bất phàm, lấy một kiện nguyễn giáp, hiện ra ưu nhã tư thái, khí chất càng là lộ ra lãnh ngạo, một đôi mắt nhanh chóng nhìn qua hai phe nhân mã. Thâm Uyên Minh Long nhất tộc, tộc trưởng, Minh Hàn Nguyệt. Minh Hàn Nguyệt, Thâm Uyên Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng là 10 đại long tộc bên trong, một vị duy nhất nữ tộc trưởng. Bất quá, nữ tử này nghe nói, tại 10 đại long tộc tộc trưởng bên trong, tuyệt đối là thực lực xếp hạng trước năm cấp bậc. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ minh hàn nguyệt nhìn thoáng qua nói thẳng long bạch vũ người thế mà cũng là tìm tới nơi này nghe đến lời này long bạch vũ nhìn thoáng qua minh hàn nguyệt lập tức nói mười đại long tộc đến thương đế cung bên trong một nửa mục đích là thương đế các khác, khác một nửa mục đích chính là cái này long tảng cốc đi ngươi nhóm không phải cũng là đi đến cái này bên trong nghe đến lời này minh hàn nguyệt cũng không nói cái gì ánh mắt nhìn về phía tạ thanh cùng mục vân người chính là mục thanh vũ cùng diệp vũ thi nhi tử cái kia cửu mệnh thiên tử Mục Vân. Đúng vậy, Minh Hàn Nguyệt nhìn Mục Vân vài lần, không nói gì. Quản hắn là cái gì cửu mệnh thiên tử, cái gì đế tộc cùng diệp tộc, đế tộc cùng mục tộc, thâm uyên minh long nhất tộc trung lập một phương, hai bên đều không giúp, cũng không đắc tội. Tạ thanh lúc này nhìn lấy Minh Hàn Nguyệt một thân tản ra hắc sắc âm lãnh quang mang nguyễn giáp, bao vây lấy ngạo nhân tư thái, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới, minh tộc trưởng đẹp như vậy. Mục vân nghe đến lời này, sắc mặt cổ quái cái này ra hỏa, ngược lại là cái gì đều không chọn. Tạ Thanh, lúc này, Minh Hàn Nguyệt bên cạnh người, một tên thanh niên, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chầm chầm Tạ Thanh, khẽ nói, thu hồi mắt chó của ngươi. Tạ Thanh nghe nói, lại là không để ý nói, Minh Vân Hiên, ngươi cho rằng ta vẫn là trước kia a à, tin không tin hiện tại cùng ta đánh một trận, ta có thể đem ngươi đầu óc đập nát. Kia liền thử nhìn một chút, Minh Vân Hiên phẫn nộ quát, cái này ra hỏa, quá vô sỉ, ở ngay trước mặt hắn, nói ra câu nói này, ai không biết tạ thanh là đức hạnh gì. Tiểu tử, sợ người a à. tạ thanh vừa xài bước ra, phong thiên cảnh cửu trọng khí tức, một dương không dư. Minh Vân Hiên tay cầm trường thương, dây lát ở giữa liền muốn giết ra, khí thế bạo phát, cũng là phong thiên cảnh cửu trọng. Ha ha, tiểu tử ngươi thế mà cũng đi đến cửu trọng cảnh giới, nhìn đến tại cái này bên trong không ít vất tốt chỗ a. À. Trên thực tế, Thái Hư Minh Long nhất tộc Thái Tử Hư Thiên, cửu U Âm Long nhất tộc Thái Tử U Cửu Tuyệt, bản thân phong thiên cảnh bát trọng, đã là 10 đại long tộc thái tử bên trong hàng đầu. Cái khác thái tử, phong thiên cảnh thất trọng, lục trọng, ngũ trọng đều có. Chỉ là lần này, thường đế cùng mở ra, không ít người xem ra là được đến tốt chỗ, được đến cực lớn để thăng. Vân Hiên, lúc này, Minh Hàn Nguyệt ngón tay một điểm, Long Vân Hiên thân ảnh chính là bị định trụ, nói không cho phép làm ẩu. Nương, Minh Vân Hiên một mặt khí, mà tại lúc này, Vũ Hào tộc trưởng ánh mắt thì là rơi trên người Mục Vân, nói trước kia từng cùng ngươi phụ thân giao thủ qua chỉ trước mắt ngươi phụ thân đã thành thần đế hiện nay ngươi thế mà cũng là đi đến phong thiên cảnh cửu trọng đế tộc cùng mục tộc chi tranh xem ra là tránh không mục phân nhìn về phía vũ hào không nói gì lúc này tứ phương tập hợp tại cái này bên trong mà võ tràng tại lúc này từng bước bắt đầu sinh ra biến hóa mọi người nhất thời giữ vững tinh thần ánh mắt nhìn võ tràng bầu trời tại kia không gian tại lúc này từng bước vặn vẹo Giống như có đạo đạo thiên địa chi linh khí, huy sái xuống đến. Mà nhất thời ở giữa, những kia linh khí lột xác thành từng đạo lệnh người kinh ngạc long thân. Từng đầu trường long, thân thể uyển chuyển, thể biểu tản ra các loại khác nhau quang mang. Có kim quang lóng lánh, mọc ra ngũ trảo ngũ trảo kim long, cũng có toàn thân như nước biển bao trùm, mờ mịt thủy khí tràn ngập hám hải thần long thân ảnh. Cơ hồ bao quát 10 đại long tộc tất cả, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn đầu, tổ chức thành một bộ lệnh người kinh hung hãn đồ án. Mà tại bước đồ án kia bên trong có lấy một cơn lốc xoáy, từng bước xoay tròn ở giữa, bỗng nhiên mở ra, hóa thành một đạo xoay tròn cầu thang, từng bước rơi xuống. Đi, Long Bạch Vũ lúc này không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, mang lấy bên cạnh mấy người, trực tiếp dọc theo cầu thang, hướng lấy kia vòng xoáy vị trí mà đi. Lập tức, Minh Hàn Nguyệt, Vũ Hào mấy người cũng là lần lượt xuất động. Ôn Nguyệt Văn lúc này nói, cái này bên trong là Long Tàng cốc lối vào, tại Long Tàng cốc bên trong Long tộc hẳn là là chiếm cứ ưu thế, người nhóm cẩn thận chút. Ừm, lời nói rơi xuống thời khắc, đạo đạo thân ảnh, đã là trực tiếp xuất phát. Thấy cảnh này, Mục Vân thân ảnh trực tiếp xông ra. Vào vòng xoáy về sau, hắn thân ảnh xuất hiện tại một mảnh thương mang thiên địa ở giữa. Đập vào mắt chỗ, phảng phất là một phương sơn mạch thế giới, trước mặt, chỉ có từng tòa lệnh người ngưỡng vọng cao sơn. Nhưng là nhìn kỹ lại, mỗi một tòa cao sơn, đều là giống như một đạo bàn nằm lấy cự long. San sát cao sơn, liên nguyên bất tuyệt, lúc này, Mục Phân một người, đứng tại cái này cao sơn ở giữa, hướng lấy một tòa chân núi mà đi. Đi đến chân núi, Mục Phân vừa muốn đến gần cao sơn, lại là cảm thấy được sơn mạch thể bên trong, sinh ra cảm giác bài xích. Cái này một tòa sơn, không chào đón hắn, Mục Phân khẽ giật mình, Mục Phân thử nghiệm dùng man lực đến gần sơn nhạc, có thể là càng là như đây, bác bỏ lực liền ngày càng mạnh mẽ. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra oanh long long thanh âm, làm người sợ hãi. Dù cho Mộc Vân thi triển ra toàn lực, này Sơn, vẫn y như cũ là chưa từng lui bước nửa phần. Mộc Vân cuối cùng từ bỏ, đi đến cái khác chân núi, có thể là mỗi một tòa cao Sơn, tất cả đều là như đây. Một liền thử nghiệm mấy chục tòa cao Sơn, mỗi một tòa cao Sơn, đều như là bàn nằm một cái thần long tư thái, có thể mỗi một tòa cao Sơn đều là đối hắn sản sinh cảm giác bài xích. Đây là ý gì? Mục phân ngẩn người, chuyển qua cái này một mảnh sơn nhạc, Mục Vân tại một tòa chân núi, phát hiện một thân ảnh. Long Thái Hiên, lúc này, Long Thái Hiên mới vừa đứng dậy, cũng là cảm thấy được có người nhìn trộm, ánh mắt chuyển qua, nhìn đến Mục Vân, cũng là sững sờ. Mục Huynh, Long Thái Hiên lao vùn vụt vù tới, chắp tay nói, phía trước, không có ý tứ. Long Vân đằng chết vào tay ngươi, ta phụ thân nghe thấy này sự tình, một lời chưa phát, có thể là đối ngươi nhóm lãnh đạo, ta cũng không tốt cùng ngươi chào hỏi, thực tại là xin lỗi. Long Thái Hiên lời này ngược lại là xuất phát từ chân tâm. Mục Vân ba phen mấy bận giúp hắn, như là hắn không phải Mục Thanh Vũ chi tử, không phải cửu mệnh thiên tử, có lẽ hai người sẽ trở thành cực tốt bằng hữu. Chương 4605, phụ thân thái độ rất kỳ quái. Không có việc gì, ta tự nhiên minh bạch, sẽ không bởi vậy trách tội ngươi. Mục Vân vỗ vỗ Long Thái Hiên bả vai, cười cười. Long Thái Hiên thân phận địa vị, làm cho hắn cùng Long Thái Hiên ở giữa có lẽ rất khó thành vì ngoài sáng bên trên hảo bằng hiếu. Người vừa rồi tại làm cái gì? Nghe đến Mục Vân vấn đề này, long Thái Hiên một mặt tò mò nhìn Mục Vân. Mục Huynh, người không có cảm thấy được sao? Cái gì? Long Thái Hiên liền nói ngay, cái này bên trong mỗi trong một ngọn núi, đều là phong cấm một vị long tộc suốt đời long chi bản nguyên, ta vừa mới nhìn thấy ngọn núi kia bên trong, phong cấm vừa lúc là thái sơ cốt long tộc một vị tiền bối long chi bản nguyên, ta vừa mới liền là hấp thu long chi bản nguyên, Long chi bản nguyên, nhìn Mục Vân không minh bạch, Long Thái Hiên lập tức nói, Long tộc mất mạng về sau, hoặc là chủ động, hoặc là bị động, cô động mà thành bản nguyên, ừm. Liền là cùng loại với người nhóm nhân tộc truyền thừa cách nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân càng là biểu tình ngẩn ngơ. Chính mình một cái cũng không chiếm được, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cũng không phải là 10 đại long tộc chi thân, mà là dùng nhân tộc chi bản sở hóa vì long. Long Thái Hiên cũng là kỳ quái nói, mục huynh ngươi có thể dùng dùng thân hóa long, chẳng lẽ không cảm ứng được. Mục phân cười khổ lắc đầu, có lẽ là không có phù hợp ngươi long chi bản nguyên, kiên nhẫn tìm một chút, hẳn là có. Ừm, lời tuy như đây, có thể là lúc này mục phân lại là không ôm cái gì hy vọng. Hẳn là, rất khó, hai người lúc này kết bạn mà làm, đại gia bị tách ra, mà này chỗ thoạt nhìn thật rộng lớn. Người phụ thân biết rõ Long Vân Đằng chết rồi, không có làm khó ngươi nhóm A. Không có, Long Thái Hiên cười nói, chỉ bất quá không cao hứng là khẳng định, liền xem như nộ, cũng hẳn là đối ngươi nhóm nổi giận. Bất quá, phụ thân thái độ rất kỳ quái. Kỳ quái, ừm, Long Thái Hiên tiếp theo nói, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, ta nhóm cùng phụ thân tiếp xúc cũng rất ít, phụ thân cũng cực ít khảo giáo ta nhóm, liền là thái tử chi vị, cũng là tộc bên trong tộc lão nhóm đề cử ra đến. Ta phụ thân chỉ là gật đầu, liên đồng ý mà lại lâu như vậy, ta phụ thân một mực là xâm nhập trốn tránh, ta đều không nhớ ra được bao lâu, hắn không có xuất hiện ở trước mặt mọi người. thật đúng là một cái kỳ nhân. mục phân lại lần nữa nói, ta nghe tạ thanh nói, người phụ thân phía trước thiên phú cực mạnh, tính cách cũng là ngạo nghế, hiện tại ngược lại là nhìn không ra. đúng vậy a, à, long thái hiên thở dài nói, ta phụ thân phía trước là rất phách lối, hiện tại giống là biến thành người khác, bất quá đại gia cũng đều quen thuộc. phía trước có đoạn thời gian phụ thân đối ta cùng cửu muội muội đột nhiên rất quan tâm, đương thời có thể là để ta khá là cảm động, có thể là sau tới. Lại biến, Mục Vân cũng là âm thầm kỳ quái, cái này Long Bạch Vũ, cái gì tình huống, trên thực tế, hắn cũng không phải là thật quan tâm Long Bạch Vũ tính cách như thế nào, chỉ là nghĩ tìm kiếm ý, nhìn xem thái sơ cốt Long tộc đối mục tộc cùng đế tộc thái độ. Tại ta nhóm thái sơ cốt Long tộc bên trong, ta nương là phụ thân cưới cái thứ ba thê tử, ta, còn có ta kia đã chết bát đệ, Cùng với cử muội Long Phù Linh, ba người chúng ta một mẹ sinh ra. Đại ca Long Vân Đằng, nhị ca Long Vân Ngạo, bị ngươi giết, bọn hắn cùng tam ca Long Vân Tiêu là một mẹ sinh ra. Tứ tỷ Long Vân Chi, ngũ ca Long Bạch Phong, lục ca Long Vân Hán, ba người bọn họ một mẹ sinh ra. Long Thái Hiên thở dài nói, ta mẫu thân cũng không phải là thái sơ cốt Long tộc, mà là đến từ Long tộc Thiên Trúc Long tộc, cho nên chúng ta huynh muội ba người, địa vị không cao, ta bát đệ năm đó. Nói đến đây Long Thái Hiên lập tức nói, đều là chuyện cũ năm xưa, không nói cũng được. Mục huynh người có thể dùng dùng thân hóa long, tương lai ta mang ngươi đến long giới bên trong nhìn xem, long giới địa vực thật rộng lớn, không thua kém đệ nhất thiên giới, mà lại không chỉ là 10 đại long tộc, còn có cái khác đủ loại long tộc, cùng với nhân loại các loại, rất náo nhiệt. Đại gia đều nói, Tiêu Diêu Thánh Khư là thu nhỏ thương lan thế giới, kỳ thực ta cảm thấy long giới cũng thế, bất quá long giới bên trong là long tộc phi tôn, nhân loại các ngươi không quá quen thuộc mà thôi. Long Thái Hiên trên thực tế cũng là một cái rất hay nói người, chỉ bất quá, mặt đối người xa lạ, cũng không thích nhiều lời. Cùng Mục Vân quen thuộc xuống đến, nhìn đến Mục Vân, không duyên cớ nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác, lời cũng liền nhiều hơn. Mà nghe đến những này, Mục Vân cũng là minh bạch, vì cái gì Long Thái Hiên hội cùng vũ tâm giao đính hôn. Long tộc coi trọng huyết mạch truyền thừa, Long Thái Hiên mẫu thân cũng không phải là ra từ thái sơ cốt Long tộc bên trong, một cách tự nhiên, Long Thái Hiên cùng thái tử chi vị, khoảng cách liền xa. Làm xong, Long Thái Hiên lại là cùng Mục Vân giảng thuật Long Giới bên trong rất nhiều chuyện, cũng là nói đến đến tạ thanh tại Long Giới bên trong, những năm này thanh danh. Trên thực tế tạ thanh những năm gần đây, tại Long Giới bên trong, cũng là rất chật vật, tam đại Long tộc muốn đối phó hắn, nhiều lần suýt nữa đem hắn giết, nếu không phải kim chính nguyên tiền bối trợ giúp, tạ thanh có lẽ chết nhiều lần. Mà lại trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một thế lực, cũng là giúp đỡ hắn bất quá hắn hiện tại cũng tính là giống như ngươi, danh tiếng vang xa. Ngươi đừng nhìn Kim Chính Nguyên tiền bối đối hắn xem thường, trên thực tế không chỉ là Kim Nguyên nhi thích hắn, Kim Nguyên bảo kính nể hắn, Kim Chính Nguyên tiền bối đối tạ thanh cũng là rất quan tâm, có thể bảo vệ hắn, liền tận lực bảo vệ hắn. Đây có lẽ là nhân cách mị lực đi, không, đây cũng là chính tạ thanh cố gắng đổi lấy. Nói đến chỗ này, Long Thái Hiên nội tâm đắng chát. Hắn đã từng nghĩ tới cải biến chính mình vận mệnh, có thể là, mấy vị huynh trưởng, thiên phú ngạo nhân, hắn từ nhỏ không bị chào đón, mẫu tộc cũng không thể mang cho hắn cái gì, mà hắn tự thân mặc dù cố gắng, có thể là thiên phú quả thực là không đủ, tâm cơ thủ đoạn, càng không bằng mấy vị huynh trưởng. Giống như lúc trước Long Vân đằng mắng Long Phù Linh, hắn thân là huynh trưởng, nội tâm vô cùng phẫn nộ, có thể là mặt ngoài chỉ có thể là ủy khúc cầu toàn. Trên thực tế, Long Vân đằng Long Vân ngạo chết rồi, hắn nội tâm ngược lại là có chút giải thoát cảm giác. Mặc dù bây giờ, phụ thân cũng chưa xác lập thái tử, nhưng là bất kể là ai, dù sao vẫn là so Long Vân đằng Long Vân ngạo muốn tốt. Mục Vân cũng là đến hiện tại, mới coi như là thật sự hiểu rõ vị bằng hữu này quá khứ cùng tâm tính. Người sống một đời, từ không như nguyện sự tình rất nhiều. Hắn thân vì thanh vũ thần đế chi tử cùng thanh đế chi tử, vốn là nên ở vào thương lan thế giới, từ nhỏ đã là không ai dám trêu chọc. Có thể là hết lần này tới lần khác, vận mệnh như đây. Mà này các loại vận mệnh, cũng không phải là hắn vốn nên có, mà là có người sao tại hắn thân bên trên. Mà hắn, sẽ không nhận mệnh, cùng thương đế buổi lời nói, càng là để mục vân kiên định. Năm đó thương đế, hoàng đế, tiêu diêu thần đế, lôi đế các loại những kia người, không có một không phải bị người sao không thuộc về mình vận mệnh, dẫy dụa một đời. Có thể là hắn, không phải muốn dẫy dụa, mà là muốn lật tung cái này thiên địa thế cuộc. Ừm, đúng vào lúc này, lòng thái hiên đột nhiên bước chân ngừng xuống, hai người chỗ rẽ, phía trước một tòa sơn mạch chân núi, một thân ảnh ngồi xếp bằng, lúc này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía hai người. Vũ Văn Phủ, nhìn đến kia người, Long Thái Hiên lập tức khẩn trương lên. Mục Vân lại là đánh giá thanh niên trước mắt, một bộ tử kim sắc trường sam, làm nổi bật lên mấy phần nho nhã hiền hòa khí độ. Long Thái Hiên lúc này thấp giọng nói, cái này ra hỏa là Vũ Hào Nhi Tử, luyện ngục thần Long nhất tộc Thái Tử. Trường 4606, luyện huyết tinh đan, Mục Vân nhìn về phía Vũ Văn Phủ, cũng không nói cái gì. Hai người lúc này, chính là hướng lấy một bên khác mà đi. Đợi một chút, lúc này, Vũ Văn Phủ lại là xuất hiện ở hai người ngoài trăm trượt, nhìn về phía Mục Vân, nói, Mục Vân, ta nghe qua người rất nhiều chuyện, như là không ngại, ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một chút. So tài, Mục Vân lông mày nhíu lại, nhìn lấy Vũ Văn Phủ. Long Thái Hiên lúc này lại là nói, Vũ Văn Phủ, người luyện ngục thần Long nhất tộc, cùng ngục tộc có thể là không có thù hận gì, Ta biết rõ, Vũ Văn Phủ nói thẳng, ta chỉ là, nghĩ cùng hắn so tài. Đơn thuần so tài, Vũ Văn Phủ lại thêm một câu nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, tốt. Long Thái Hiên hơi ngẩn ra, Vũ Văn Phủ lúc này thở ra một hơi, nói, sẽ không không công cùng ngươi so tài, ta như là thắng, liền là thắng, ngươi như là thắng ta, ta có thể cấp cho ngươi một khỏa ta luyện ngục thần Long nhất tộc luyện huyết tinh đan luyện huyết tinh đan, luyện ngục thần long nhất tộc đặc hữu thần đan. Này đan là dùng luyện ngục thần long nhất tộc tinh huyết làm dẫn, luyện chế mà thành, rèn luyện võ giả nhục thân, cụ có thần hiệu. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc bao quát cái khác các loại, một mực liệp sát long tộc cũng là bởi vì long tộc bản thân đặc biệt. Mười đại long tộc đều có bất đồng, đều có thần diệu. Có thể dùng, lúc này, Long Thái Hiên lui ra phía sau. Hắn hiện tại tuy nói đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, có thể là cái này hai vị đều là phong thiên cảnh cửu trọng cảnh giới, không phải hắn có thể so sánh. Mục Vân cùng Vũ Văn Phủ hai người, cách nhau trăm trượng. Bá, trong khoảnh khắc, Vũ Văn Phủ thân thể động, hắn thân ảnh dây lát ở giữa đi đến Mục Vân thân trước, tay bên trong lập tức xuất hiện một đạo trường mâu, mũi thương dây lát ở giữa đâm thẳng Mục Vân trước mặt, hư không tại lúc này xuất hiện vết sách. Khanh, một dây lát ở giữa, Mục Vân một kiếm đưa ngang trước người, chống đỡ mũi thương. Vũ Văn Phủ lập tức thân thể lùi lại, bàn tay một nắm, cách không một quyền, dây lát ở giữa hóa thành một đạo khủng bố khí lãng, tại lúc này rơi xuống. Kiếm bình bát hoang, một kiếm ra, tám đạo khủng bố kiếm khí, dây lát ở giữa đằng không mà lên, khí thế kinh khủng, tại thời khắc này, càn quét ra. Kia khí lãng bị kiếm khí lôi cuốn, uy lực mất hết, không những như đây, đạo đạo kiếm khí, trực bức vũ văn phủ bản thân mà đi. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Vũ văn phủ thân thể lùi lại không ngừng, nhập vào cao sơn ở giữa, chấn vỡ một tòa cao sơn. Chỉ là sau một khắc, Vũ Văn Phủ thân thể đã là trực tiếp xông ra, lại lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Diệt bát hoang, Mục Vân một kiếm chém ra, thể nội kiếm khí, chen trúc mà ra, thiên khuyết thần kiếm quang mang bắn bốn phía ở giữa, làm cho hắn cả cá nhân thoạt nhìn, như một vị kiếm thần, đứng giữa thiên địa, bất hủ bất diệt. Oanh, đạo đạo kiếm khí công kích mà ra, Vũ Văn Phủ lúc này, trường mâu dây lát ở giữa vạch ra trăm ngàn đạo mâu kình, mỗi một đạo kinh khí, tất cả đều bộc phát ra lệnh người hồi hộp khí tức tới. Cái này khủng bố trường mâu cùng nhuệ khí không thể đỡ kiếm khí va chạm đến cùng nhau, Vũ Văn Phủ lại lần nữa thân thể lùi lại. Cửu trọng cảnh giới, Mục Vân hiện nay cũng thế, cùng cảnh giới phía dưới, song trọng chúa tể đạo gia trì, hắn chúa tể đạo lực lượng bạo phát, sánh vai thập trọng cảnh giới. Vũ Văn Phủ, không phải là hắn đối thủ, mắt thấy liên tiếp công kích tất cả đều là bị Mục Vân dễ dàng hóa giải, Vũ Văn Phủ cũng là thần sắc bình tĩnh xuống đến, huyết ngục quyết, huyết hải thao thiên, Phú văn phủ chưa từng nói nhảm, hai tay một nắm, hắn thân thể bốn phía, thiên địa tại lúc này dây lát ở giữa bị nhuộm thành huyết sắc, hóa thành một đạo huyết hải, đem được hắn cùng ngục vân thân ảnh, tất cả đều bao phủ trong đó. Huyết ngục quyết, luyện ngục thần long nhất tộc bí thuật, 10 đại long tộc, đều là có bá đạo nhất bí thuật tồn tại, vô cùng cường đại. Mà lại, bí thuật, cũng là 10 đại long tộc tộc trưởng tại nửa bước hóa đế cảnh giới, có thể chiến chuẩn đế cảnh giới tư bản. Long Thái Hiên nhìn đến Vũ Văn Phủ hiện tại chính là thi triển ra bí thuật huyết mục quyết, cũng là sững sờ. Mục Vân đã là cường đại đến tình trạng này sao? Huyết Long Chú, trong biển máu kia, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Nhị phẩm huyết Long Chú, tại lúc này dây lát ở giữa bạo phát. Mục Vân dùng thân hóa Long, có thể ngưng tụ tam phẩm huyết Long Chú, chỉ là dùng nhân thân đến ngưng tụ, hiện nay chỉ có thể làm đến nhị phẩm cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, huyết Long Chú bạo phát, vẫn y như cũ là kinh người oanh, huyết hải tại lúc này, bị chú ấn trực tiếp oanh ra một đạo lỗ hổng đến, Long Thái Hiên ánh mắt nhìn, lỗ hổng bên trong, đạo đạo huyết sắc dòng nước hóa thành xiềng xích, lúc này không ngừng quấn buộc hướng Mục Vân. Phú Văn Phủ hiển nhiên là đã đem bản lĩnh giữ nhà tế ra đến. Mục Vân lúc này, huyết long chú dẫn phát ra đạo đạo trời long đất lở lực lượng, đối kháng lấy những kia xiềng xích. Hiển nhiên, Mục Vân cũng còn chưa tới cực hạn, đột nhiên, Mục Vân thể nội khí thế thuê biến, bàn tay một nắm hoàng đế phong thiên ấn, một đạo ấn ký, như chân long hình bóng, dây lát ở giữa rơi xuống, giữa trời đánh tới hướng vũ văn phủ. Ấn ký rơi xuống, huyết hải lăn lộn, bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên, oanh long long thanh âm không ngừng truyền ra đến ở giữa, vũ văn phủ thân thể bị đế ấn áp chế, không ngừng lùi lại, sắc mặt cũng là càng phát tái nhợt. Mục vân lúc này, ngón tay một điểm, cửu trọng cảnh giới, đại lực thần chỉ thuật có thể rút ngắn đến ba trượng, hóa thành một mét lớn dài một mét dấu tay tại lúc này giữa trời đập xuống oanh long long từng đạo thanh âm niếc tai nhức óc truyền ra đến vũ văn phủ thân thể bị khủng bố giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng càn quét vô pháp bảo trì tự thân ổn định rơi xuống trên mặt đất bị nện vào đại địa ở giữa một cái tiên huyết phun ra cả cá nhân quỳ dạp trên mặt đất bài lúc này huyết hải lui tán cho dù là thi triển ra huyết mục quyết vũ văn phủ vẫn y như cũ bại mục vân lúc này cũng là rơi trên mặt đất ta thua Vũ Văn Phủ lúc này nhìn về phía Mục Vân, chậm rãi đứng dậy, lao đi khóe miệng tiên huyết, nói, người hẳn là còn không có tận toàn lực A. Mục Vân nghe nói, nhẹ gật đầu, thua tâm phục khẩu phục, Vũ Văn Phủ lời nói rơi xuống, tiếp theo bàn tay vung lên, một đạo hộp gấm, phiêu đáng đến Mục Vân thân trước. Mở ra hộp gấm, bên trong có một khỏa toàn thân huyết hồng đan dược, mượt mà quang trạch, khí huyết đầy đủ. Vũ Văn Phủ lập tức nói, ta luyện ngục thần long nhất tộc luyện huyết tinh đan, không chỉ là đối với tu hành có lợi ích lớn, càng là có thể dùng tại thời khắc mấu chốt kích phát võ giả thể nội khí huyết, đồng thời sẽ không lưu lại cái gì di chứng. đa tạ. nghe đến lời này, mục vân lại là cười nói, là ta tạ ơn ngươi mới đúng. tu xuống đan dược, mục vân quay người cùng long thái hiên cùng nhau rời đi. cái này vũ văn phủ không phải là cho ngươi tiễn đan dược a? À? long thái hiên cười cười, liền theo sau chân thành nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái tên này thật đúng là càng ngày càng kinh khủng. Ta còn nhớ rõ kia thời điểm vừa gặp ngươi, ngươi mới phong thiên cảnh sơ kỳ, ta nghe tâm giao nói về ngươi, bất quá là dung thiên cảnh, cái này trôi qua nhiều năm, ngươi đều thành phong thiên cảnh cửu trọng, cùng tạ thanh cùng nhau, có thể dùng đánh giết nửa bước hóa đế. Phòng trừng đối đãi ngươi đi đến thập trọng cảnh giới, có lẽ chính mình liền có thể thật đánh giết phong thiên cảnh thập trọng. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân lại là cười nói, hết thảy phảng phất hôm qua. Đúng vậy a, à. Hai người tại cái này từng tòa bàn Long Sơn ở giữa, Long Thái Hiên tự nhiên tiếp tục tìm kiếm thái sơ cốt long nhất tộc Long chi bản nguyên, tranh thủ dung hợp, vì chính mình đánh xuống căn cơ. Mục phân thì là cùng Long Thái Hiên một đạo, một bảo hộ hắn an nguy, thứ hai cũng là nhìn xem chính mình có khả năng hay không dung hợp. Chỉ là tìm tới tìm lui, quả thực là không có thích hợp. Cái này một ngày, Long Thái Hiên lại là tìm tới một chỗ thái sơ cốt long nhất tộc tiền nhân Long chi bản nguyên, dung nạp thu nhận. Hai người lại lần nữa xuất phát. Mục Vân lại là bước chân đột nhiên ngừng xuống, mở miệng nói, phía trước có người đánh nhau khí tức. Chương 4607, cùng ta vung cái gì hỏa? Long Thái Hiên lập tức cũng là cẩn thận, bản thân hắn Phong Thiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, trên thực tế cũng không tính yếu, chỉ là hiện tại cái này Long Tàng cốc bên trong, Phong Thiên cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ cường giả, có thể là rất nhiều. Như là không phải Mục phân ở bên người, hắn liền xem như biết gió, cũng sẽ chạy. Đi xem một chút, Mục phân hiện tại thực lực liền xem như đụng đến Long Bạch Vũ, Vũ Hào, Minh Hàn Nguyệt cái này mấy vị tộc trưởng, hắn cũng không phải là rất sợ. Đánh không lại, chỉ ít có thể trốn. Hai người cùng nhau, chuyển qua từng tòa cao sơn, cuối cùng lưu lại tại một tòa sườn núi vị trí. Lúc này, phóng nhãn nhìn lại, phía trước, vài chục tòa cao sơn đã sụp đổ. Mà lúc này, hai phe nhân mã lại là tại trong lúc giao thủ. Tam ca, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Thái Hiên lúc này một kinh kia trong đó một phương dẫn đầu chính là long thái hiên tam ca long vân tiêu mà đổi thành một đám người mục phân nhìn một cái cũng không nhận thức là thái hư minh long người long thái hiên mở miệng nói kia là thái hư minh long tộc hư khôn hư khôn ừm hư thiên đệ đệ bản thân phong thiên cảnh thất trọng lần này tựa hồ đi đến bát trọng hư thiên chết rồi hư thương tử có ý lập hắn làm thái tử long thái hiên nói đến chỗ này lại là cau mày nói thái hư minh long tộc người cũng đến có lẽ thương đế sơn lối vào không chỉ một chỗ tiến vào long tàng cốc lối vào cũng liền không phải một chỗ mục vân lập tức nói nhìn tới cái này long tàng cốc đối long tộc đến nói quả nhiên là cụ có lực hấp dẫn thật lớn kia là tự nhiên hai người lúc này nhìn lấy song phương đại khái hơn hai mươi người giao thủ mục vân nhìn về phía long thái hiên nói muốn cứu long vân tiêu sao hắn là không quan trọng chó cắn chó tùy tiện bọn hắn đánh đều được chỉ là long vân tiêu dù sao cũng là long thái hiên tam ca tuy nói cũng không phải là một mẹ sinh ra mà dù sao là huynh đệ làm phiền mục huynh xuất thủ long thái hiên lúc này nói tuy nói đại ca nhị ca tam ca thường ngày bên trong khá là cao ngạo có thể là ta nhóm dù sao cũng là thân huynh đệ được kia hư khôn là phong thiên cảnh bát trọng long vân tiêu mặc dù đi đến thất trọng có thể tuyệt đối không phải là đối thủ mà lại hai người hiển nhiên giao thủ đã lâu hư khôn đã chiếm thượng phong long vân tiêu ngược lại là triệt để rơi vào hạ phong hư khôn ta thái sơ cốt long tộc cùng ngươi thái hư minh long tộc, xưa nay không ân oán, ngươi cái này là ý gì? Không ân oán, hư khôn một bộ hắc sam, tóc dài theo gió phiêu lãng, khẽ nói kia mục vân giết ta huynh trưởng, người kia thất đệ long thái hiên, cùng mục vân quan hệ không ít a. Ta chính là muốn giết ngươi, nói cho tất cả người, người nào dám cùng mục vân đến gần, người đó là ta hư khôn địch nhân, là ta thái hư minh long tộc địch nhân. Người có bệnh đi, long vân tiêu phẫn nộ quát, không đi tìm mục vân, không đi tìm Long Thái Hiên, cùng ta vung cái gì hỏa. Người là Mục Vân giết, Long Thái Hiên cùng Mục Vân quan hệ không sai, cái này liên quan hắn Long Vân Tiêu cái gì sự tình. Long Vân Tiêu không muốn chết ở chỗ này, nói nhảm đừng nói, chịu chết đi, hư khôn một câu quát xuống, bàn tay một nắm, dây lát ở giữa ngưng tụ một đạo hư không mũi tên, đâm thẳng Long Vân Tiêu. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Long Vân Tiêu thân thể bị mũi tên đánh trúng, nổ bể ra tới. Nhưng lại tại lúc này, kia bạo liệt địa, một thanh âm lại là vang lên, cười nói, nhân ra nói cũng không sai, người là ta giết, người tìm đến ta báo thù liền là. Bạo tạc từ từ tán đi, chỉ gặp một thân ảnh, đứng tại Long Vân Tiêu thân trước. Chính là Mục Vân, nhìn đến Mục Vân lần đầu tiên, hư khôn lúc này biến sắc, cũng không quay đầu lại, xoay người chạy. Người không phải tìm ta sao, chạy cái gì, Mục Vân một chỉ điểm ra, đại lực thần chỉ thuật, giấu tay rơi xuống. Oanh, kia giấu tay thẳng oanh hư khôn phía sau, oanh long tiếng nổ tung vang lên, hư khôn cả cá nhân dây lát ở giữa kêu thảm không ngừng, sau lưng nổ tung hoa. Đau đớn, càn quét toàn thân, mục Vân, phong thiên cảnh bắt trọng, liên hợp tạ thanh, đánh giết Lý Khai Dương. Hiện nay, đi đến cửu trọng cảnh giới, bắt trọng đối thủ, thực tại là quá yếu. Hư khôn trong mắt hắn, bất quá là động động thủ chỉ liền có thể giết chết. Lúc này, Long Vân Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy xuất hiện mục Vân. Tam ca, Long Thái Hiên lúc này xuất hiện, ân cần nói, người không sao chứ. Thái Hiên, Long Vân Tiêu nhìn lấy Long Thái Hiên hiện thân này chỗ, cũng là khá là kinh ngạc. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Long Thái Hiên cười cười nói. Long Vân Tiêu nhìn lấy chính mình cái này vị thất đệ, không có nói cái gì. Mà lúc này, những người còn lại, lần lượt làm chim thú hình dáng tản ra, Mục Vân cũng không có đuổi theo, chỉ là đem hư khôn nói trở về. Hư thiên chết rồi, u cửu tuyệt chết rồi, ta cũng không lo lắng người phụ thân biết rõ, người cũng là bị ta giết. Mục Vân nói, trực tiếp bóp vái hư khôn cổ, đoạn hắn sinh cơ. Nhìn đến Mục Vân như này dễ dàng liền giết hư khôn, căn bản không cân nhắc hư khôn thân phận, lòng Vân Tiêu càng là cảm thấy đáy lòng sinh hàn. Cái này ra hỏa, thật là càng ngày càng kinh khủng. Hiện nay, thương lan thế giới, không ít thế lực, đều là xương hô Mục Vân vì cửu mệnh thiên tử, hoặc là là mục tộc thái tử. Mục Vân cái này mục tộc thái tử thân phận, phân lượng cũng là càng ngày càng trọng. Đa tạ mục công tử xuất thủ tương trợ, Long Vân Tiêu lúc này chắp tay nói, khách khí, lúc này, Mục Vân cười cười nói, Thái Hiên, đã nhìn thấy người tam ca, kia người cùng hắn cùng nhau đi đi. Long Thái Hiên cũng là gật gật đầu, Mục Vân cũng biết, Long Thái Hiên như là cùng chính mình cùng nhau, bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến, đối hắn sẽ đến tại Thái Sơ Cốt Long bên trong tình cảnh cũng là cực điểm không tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cáo từ rời đi, Long Vân Tiêu lúc này nhìn về phía Long Thái Hiên, mở miệng nói, người tại sao lại cùng hắn cùng tiến tới rồi. Trùng hợp gặp, lần sau ghi nhớ, không muốn cùng hắn đi quá gần. Long Vân Tiêu ngữ khí trách nói, hiện nay, đế tộc cùng mục tộc tranh đấu tình thế đã rất rõ ràng, 10 đại long tộc bên trong, 5 đại long tộc đều là bị cuốn đi vào, ta nhóm Thái Sơ cốt long nhất tộc hiện tại không đếm xỉa đến, nếu là bởi vì ngươi, bị đế tộc nhận là ta nhóm là cùng mục tộc một đạo, ngươi đảm đương nhận trách nhiệm sao? Long Thái Hiên nội tâm khá là không thích, nói cho cùng, nếu không phải Mục Vân, Long Vân Tiêu có lẽ đã chết rồi ta biết rõ tam ca đi đi mười mấy người lúc này cùng nhau rời đi mà đổi thành một bên rời đi mục vân cũng chưa đi xa nghe long thái hiên lời nói hắn luôn cảm thấy long vân đằng long vân ngạo không phải cái gì người tốt cái này long vân tiêu cũng chưa chắc thật đem long thái hiên làm huynh đệ mà lại cái này long tàng cốc từng tòa bàn long sơn hắn căn bản vô pháp thu nạp long chi bản nguyên trái phải vô sự kết quả là chính lại yên lặng tùy tại mười mấy người thân sau nghĩ tới đây Ngục Vân cũng là nội tâm rất khó chịu. Long Tàng Cốc, hiển nhiên là đối Long tộc đến nói, thuộc về thánh địa. Có thể là đối với hắn mà nói, lại là làm nhìn, cái gì đều lấy không được, cũng không biết Tạ Thanh kia ra hỏa như thế nào, có phải hay không giống như hắn, vô pháp thu nạp Long chi bản nguyên. Chương 4608, Long Vân tiêu tâm tư. Long Tàng Cốc chỗ, ở vào Thương Đế Sơn bên trong mở ra thế giới, này chỗ mai táng là năm đó Thương Đế đánh giết Long tộc di thể cái này bên trong cũng là bị thương đế chế tạo thành một chỗ bảo địa. Mỗi một cái long tộc di thể, ngừng luyện ra long chi bản nguyên, đối long tộc đến nói, đều là tuyệt đỉnh quý tặng. Long tàng cốc chỗ bên trong, cũng không phải là mỗi một tòa bàn long sơn bên trong đều có long chi bản nguyên. Tiến vào này chỗ long tộc võ giả nhóm, đều là tại trắng trận tìm kiếm nguồn nén long chi bản nguyên bàn long sơn. Lúc này, một tòa bàn long sơn chân núi, một bộ thanh y tả thanh, lúc này chậm rãi đứng dậy tinh quang nội liếm hai con mắt, tuấn tú lộ vẻ yêu dị dung nhan, cùng với kia mỉm cười, càng hiền tà tính bộ dạng, để người nhìn một cái, liền cảm giác kẻ này là cái. Tên du thủ du thực, lại thu nạp một đảo, tạ thanh lúc này khá là kích động, cười hắc hắc nói cái này long chi bản nguyên, quả thực là chuẩn bị cho ta. Lão tử là tổ long hậu duệ, mười đại long tộc huyết mạch, cái nào không phải thần phục lão tử huyết mạch. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ liền là thảm thương mục phân kia tôn tử, phỏng chừng một đạo đều thôn phệ không, làm gấp gáp a. À. Ha ha ha, tạ thanh thân vì tổ long hậu duệ, huyết mạch kế tục tổ long, bề ngoài vì thanh long, không giống như mười đại long tộc bất luận một loại nào. Nhưng là hắn huyết mạch, lại là cả cái long giới bên trong, là cao quý nhất. Chỉ bất quá, bách lý khắp cả ngày nói với hắn, huyết mạch không thể ngoại hiện, càng không thể nói cho người khác biết, hắn cùng tổ long có quan hệ gì. Cái này long tàng cốc bên trong long chi bản nguyên, mỗi một đạo với hắn mà nói đều có thể thôn vệ thu nhận lão tử thu nạp long chi bản nguyên nhiều đến mấy lần đi đến thập trọng không là vấn đề nói không chuẩn liền đạt tới nửa bước hóa đế đến thời điểm hắc hắc ha 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 mục vân người phải gọi ta cha ha 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 không được không được không thể rất cao hứng cẩn thận vui quá hóa buồn ta đến nhanh chóng đem tổ long quyết tu hành đến đệ nhị trọng cảnh giới tầng thứ cứ như vậy mới coi như là nghiêu oanh oanh Tạ Thanh vui thoải mái, tiếp tục tìm kiếm. Mà đổi thành một bên, Mục Vân một mực là lặng lẽ theo đuôi Long Vân Tiêu, Long Thái Hiên một đám người. Cái này một đường, Long Vân Tiêu dẫn đội, mười mấy người tiếp tục tìm kiếm bản Long Sơn, tòa nào ẩn nén Long Chi bản nguyên. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, cái này một ngày, Long Vân Tiêu, Long Thái Hiên mấy người tu chỉnh thời điểm, chợt nghe phía trước có giao chiến bạo phát tiếng. Long Vân Tiêu ánh mắt nhìn, nói, đi xem một chút. Ừm, um, nhất thời, mười mấy người lặng lẽ yên lặng sờ lên. Nằm dạp tại một tòa cao sơn ở giữa, nhìn về phía trước, Long Thái Hiên kém điểm la lên. Tam ca, là tứ tỷ, ngũ ca, lục ca cùng cửu muội. Long Thái Hiên truyền âm nói, ta nhìn thấy, Long Thái Hiên lúc này cũng là ánh mắt nhìn, tiểu tử ngươi, không có nhìn ra sao. Long Vân Tiêu liền nói ngay, kia là hám hải thần Long Tộc Thái Tử Hải Nghệ A. Bên kia một đám là huyết hóa ma Long Tộc Thái Tử, huyết vô tẫn. Lúc này, chung có ba phe nhân mã, chỉ là ba phe nhân mã lại là hai phe cùng một phương giao thủ. Huyết hóa ma long tộc võ giả, tại huyết vô tấn dẫn đường, cùng hám hải thần long tộc hải nghệ, cùng với thái sơ cốt long tộc long vân chi, long bạch phong, long vân hán, long phủ linh mấy người giao thủ. Long vân tiêu trong lúc nhất thời, cũng là không hiểu được. Cái này hai phe thế nào hội hợp tác, tam ca, trước đừng quản những này, ta nhóm đến đi hỗ trợ. Long Thái Hiên liền nói ngay, số tiểu tử, Người muốn chết a? À. Long Vân Tiêu lại là mắng, Huyết Vô Tấn có thể là đi đến Phong Thiên cảnh cửu trọng, Huyết Hóa Thiên Long thuật tu hành có thể nói là xuất thần nhập hóa, người nhìn Hải Nghệ tiểu tử kia đi đến thất trọng, là Huyết Vô Tấn đối thủ. Tam ca, Long Thái Hiên lại là nói, không nói đến Hải Nghệ, ta nhóm tổng không thể nhìn tứ tỷ ngũ ca lục ca cùng cửu muội xảy ra nguy hiểm a. À. Huyết Vô Tấn bên cạnh mặc dù đều là thất trọng bát trọng cường giả, có thể là Hải Nghệ cùng với tứ tỷ bên cạnh bọn họ, nhân số nhiều một ít lại thêm ta nhóm mười mấy người huyết vô tẫn muốn liều mạng chúng ta cũng có thể đấu một trận nghe đến long thái hiên lời này long vân tiêu khẽ nói ngươi là huynh trưởng hay ta là huynh trưởng lời này vừa nói ra long thái hiên ngạc nhiên trên thực tế long thái hiên nói cũng không sai bọn hắn mười mấy người xuất thủ thêm lên nhân số ưu thế mặc dù không so được huyết vô tẫn bên cạnh những kia người có thể là dù sao vẫn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ nhưng là long vân tiêu tự có tính toán huyết vô tấn có thể dùng giết Long Vân Chi, hắn lại ra tay cứu chính mình huynh đệ tỉ muội kia. Mới là kết quả tốt nhất, Long Thái Hiên cũng không biết Long Vân Tiêu nội tâm tính toán. Chỉ là, Long Phù Linh mấy người lúc này nguy hiểm, hắn đã là nhìn không phải kia nhiều. Hắn cùng Long Phù Linh cùng với đã chết bát đệ, một mẹ sinh ra, cảm tình cực tốt, bát đệ chết rồi, hiện tại không thể nhìn cử muội cũng ở vào trong nguy hiểm. Người không đi, ta đi, Long Thái Hiên sắc mặt âm trầm, thân ảnh chính là muốn lướt đi ngươi dám lúc này long vân tiêu lại là một trường đem long thái hiên đập xuống lưỡng trọng cảnh giới tranh lệch làm cho long thái hiên căn bản không có sức phản kháng ta cũng không phải là không xuất thủ chỉ là chờ thích hợp thời cơ long vân tiêu liền nói ngay thái hiên ngươi cũng không muốn chịu chết ga long vân tiêu long thái hiên giận dữ quát ngươi sợ chết còn ngăn ta long vân tiêu tự nhiên không phải sợ chết hắn chỉ là đang chờ lúc này mặc cho long thái hiên cuồng nộ Long Vân Tiêu đều là không có để ý tới. Những này đi theo Long Vân Tiêu thái sơ cốt Long tử đệ, tự nhiên là Long Vân Tiêu Tâm Phúc, lại càng không có bất kỳ dị nghị gì. Tam phương giao thủ, cách bọn họ có lấy mấy trăm trượng khoảng cách, lại có từng tòa cao sơn cản trở, đám người kia cũng chưa phát hiện bọn hắn. Long Vân Tiêu, ngươi. Long Thái Hiên lúc này đột nhiên nghĩ rõ ràng, như là Long Vân Tiêu sợ chết, rứt khoát chạy, cần gì tại này xem náo nhiệt. Long Vân Tiêu, ngươi nghĩ nhìn bọn họ chết sao? bị long thái hiên nói ra nội tâm nghĩ long vân tiêu sầm mặt lại thất đệ người sao có thể cái này nghĩ người tam ca chẳng lẽ không đúng sao nói hưu nói vượn long vân tiêu lúc này thần sắc một lạnh nhìn đến long thái hiên trợn mắt nhìn sát tâm đã lên hắn cùng long vân đằng long vân ngạo mẹ ruột tại thái sơ cốt long tộc bên trong địa vị cũng là cực cao long vân chi long bạch phong long vân hãn ba người mẹ ruột tại thái sơ cốt long tộc bên trong địa vị cũng không thấp mà Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh mẹ ruột, lại là ra từ Thái Sơ Cốt Long tộc thuộc Hạ Thiên Trúc Long tộc, địa vị không cao. Liền coi như Long Thái Hiên chết rồi. Ác từ nội tâm lên, Long Vân đằng mắt bên trong, một vệt sát khí bốc lên. chương 4609, diệt sát huyết vô tẫn. Người muốn giết ta, Long Thái Hiên lúc này nhìn lấy chính mình tam ca, ánh mắt kinh biến. Dù cho cũng không phải là một mẹ sinh ra, hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, mấy vị huynh đệ tỉ muội lẫn nhau ở giữa, sẽ sinh ra sát tâm tới. Dù cho thường ngày bên trong, Long Vân Đằng, Long Vân Ngạo khá là cao ngạo, không coi ai ra gì, đối bọn hắn mấy vị huynh đệ tỉ muội cũng không phải rất thân thiện, có thể là từ không có qua sát tâm. Có thể là trái lại Long Vân Tiêu, đối này tựa hồ cực điểm vui vẻ, kia có thể là hắn cùng phụ cùng mẫu thân huynh đệ. Xiết ngươi lại như thế nào? Long Vân Tiêu lúc này hừ lạnh nói, hư ta chuyện tốt, người chết không có gì đáng tiếc. Long Vân Tiêu một câu quát xuống, bàn tay một nắm, đập thẳng Long Thái Hiên mà đi. Khanh, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí, giữa trời cuốn tới, dây lát ở giữa lao thẳng tới Long Vân Tiêu bàn tay mà đi. Thổi phù một tiếng, kiếm khí chém đứt Long Vân Tiêu cánh tay. Mà tại lúc này, một thân ảnh càng là giống như như một đạo lôi điện, đi đến giữa hai người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Thái Hiên lúc này vẫn y như cũ là chưa tỉnh hồn, mà Long Vân Tiêu che lấy chính mình cổ tay huyết động, sắc mặt trắng bệch. Mục Vân, Long Vân Tiêu nhìn đến Mục Vân thân ảnh xuất hiện, lúc này sững sờ. Đồ hỗn trướng, Mục Vân bàn tay một nắm Long Vân Tiêu cổ, khẽ nói, dù cho cũng không phải là cùng phụ cùng mẫu, có thể là Long Thái Hiên cũng là huynh đệ ngươi, nếu không phải là hắn để ta xuất thủ, ngươi liền là là bị hư khôn đánh giết, hiện tại còn nghĩ ra tay giết hắn. Cái này dạng người, sống lấy cũng là tai họa. Mục Vân lúc này, một tay kìm ở Long Vân Tiêu cổ, có thể nhưng lại chưa hạ sát thủ. Chờ ta trước cứu bọn hắn, lại xử trí ngươi. Một câu rơi xuống, Thiên Khuyết Thần kiếm tại lúc này lấp lóe một đạo quang mang, một kiếm động xuyên Long Vân Tiêu ngực, đem hắn đính tại trên vách núi đá, Mục Vân càng là thiết hạ đạo đạo giới văn, phong cấm hắn quanh thân mười mấy người. Ngươi không sao chứ? Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên, mở miệng hỏi. Không có việc gì, Mục huynh, ta muội muội bọn hắn. Đừng lo lắng, lúc này, Mục Vân vừa xài bước ra, thân ảnh lóe lên, dây lát ở giữa xuất hiện tại kia giao chiến sơn nhạc ở giữa. Mà lúc này, Hải Nghệ nhìn đến Mục Vân hiện thân, lúc này kinh ngạc không ngừng, ha ha cười nói, Mục Đại ca, người tới, quá tốt. Cái này huyết vô tấn, có thể là rất cuồng vọng, đối Long Vân Chi, Long Bạch Vũ mấy người hạ sát thủ, ta vừa tốt đi ngang qua, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Mục Vân nhìn về phía Hải Nghệ, cũng là nói, người không sao chứ. Không có việc gì, không có việc gì, nếu không phải cái này ra hỏa đi đến cửu trọng cảnh giới, nói không chừng ta còn có thể đổ hắn đâu. Hải nghệ hoàn toàn thất vọng, mà nghe đến lời này huyết vô tấn, một bộ áo sơ mi cổ bẻ, theo gió mà động, hắn hai con mắt như máu nhuộm quỷ dị, lúc này nhìn đến Mục Vân xuất hiện, nội tâm một kinh. Mục Vân, huyết vô tấn hừ một tiếng, nói, hư ta chuyện tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Lời nói rơi xuống, huyết vô tấn xoay người rời đi. Chạy cái gì, lúc này, Mục Vân lại là vẫy tay một cái, ngàn vạn đạo giới văn ngưng tụ, phô thiên cái địa mà ra, đất trời bốn phía không gian tất cả đều bị phong cấm. Huyết vô tẫn sắc mặt lập tức khó coi xuống đến, hư thiên, u cửu tuyệt, đây đều là chết tại mục vân cùng tạ thanh tay bên trong. Cái này ra hỏa, căn bản không quan tâm bọn hắn thân phận. Ngươi, huyết hóa ma long nhất tộc, cùng tinh thần cung quan hệ kia tốt, ngươi cha phía trước liền muốn giết ta, khó đến tại cái này bên trong đụng tới ngươi, ngươi còn nghĩ chạy. Mục vân nhìn về phía huyết vô tấn một chỉ điểm ra đại lực thần chỉ thuật, dấu tay vút không mà ra, dây lát ở giữa đi đến huyết vô tấn thân trước. Huyết hóa thiên long thuật, mà lúc này huyết vô tấn, một câu quát xuống, bàn tay một nắm, nhất thời ở giữa, hắn quanh thân khí huyết ngưng tụ. Chỉ là, những kia khí huyết ngưng tụ ở giữa, dây lát ở giữa hóa thành một đạo ngàn trượng huyết long, thẳng chạy dấu tay mà đi. Huyết hóa thiên long thuật, huyết hóa ma long nhất tộc bí thuật, oanh, dấu tay sụp đổ, huyết long vẫn y như cú vững vàng cuộn xoáy tại huyết vô tẫn bốn phía cái này nhất khắc huyết vô tẫn hơi sững sờ mục phân cùng tạ thanh liên thủ đánh giết nửa bước hóa đế lý khai dương sự tình bọn hắn đã biết rõ nhưng là bây giờ thoạt nhìn mục phân tựa hồ cũng không có kia mạnh mà lúc này mục phân nhìn về phía huyết vô tẫn huyết hóa ma long nhất tộc bí thuật uy lực không tệ bất quá cùng huyết long chú so tài một chút nhìn đâu mục phân mỉm cười ở giữa bàn tay kết ấn hắn thân thể tại lúc này không ngừng tới gần huyết vô tẫn huyết long chú lưỡng đạo hình tam giác hình chú ấn một trái một phải tại lúc này dây lát ở giữa sung phong ra ngoài trực bức huyết vô tẫn mà đi oanh oanh long long đều là long tộc bí thuật đều là vô cùng cường đại huyết long chú dây lát ở giữa bạo phát khủng bố khí thức tại lúc này giao hội dẫn đốt bốn phía hải nghệ long vân chi long bạch vũ long vân hãn long phù linh mấy người lúc này lần lượt ngừng lại Mục đại ca đi đến cửu trọng cảnh giới, càng lợi hại. Hải nghệ một mặt kiêu ngạo nói, ngược lại Mục Vân là tả thanh huynh đệ, tả thanh là đại ca hắn, kia Mục Vân cũng chính là đại ca hắn. Đại ca lợi hại, đương nhiên có giá trị kiêu ngạo. Lúc này, huyết long chú bạo phát, huyết vô tấn bên cạnh huyết long tán loạn, cả cái người thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt không ít. Mục Vân vừa xài bước ra, đi đến hắn thân trước, bàn tay hất lên, một đạo không linh chảm, trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, huyết vô tấn lồng ngực, một đạo huyết ngân xuất hiện, cả cái nhân khí hơi thở càng lạ uể oải. Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, mục vân cái này lúc, nhất quyền nhất cước, làm cho huyết vô tấn nhận cực lớn áp chế, cả cái sắc mặt người càng ngày càng tái nhợt. Đều là cửu trọng, có thể là cho dù ai đều là nhìn ra, mục vân là hoàn toàn áp chế huyết vô tấn. Mục vân, ta chính là chết rồi, người cũng đừng nghĩ sống mà đi ra thương đế cung chết còn nhọc lòng ta sự tình, ngươi là bao nhiêu nhớ mong ta. Mục phân cười nhạo nói, yên tâm, ngươi nhóm mấy cái thái tử trước đi làm bạn, quay đầu, ta hội đem các ngươi lão tử từng cái đưa qua. Vương bát đản, huyết vô tấn vô năng cuồng nộ, Mục phân khẽ nói, chỉ cho phép ngươi nhóm giết ta ha. Buồn cười, một câu quát xuống, Mục phân bàn tay một nắm, thần linh tịch bạo phát. Hư không thần quyết cường đại, đừng nói là cửu trọng cảnh giới, liền là thập trọng cảnh giới, cũng vô pháp chống đỡ kia không gian vòng xoáy, đem đến huyết vô tẫn thân thể, một luồng một luồng thôn phệ, thẳng đến cuối cùng, huyết nhục không lưu, hồn phách bị xoắn nát. Lúc này, tùy lấy huyết vô tẫn mà đến hơn 10 vị phong thiên cảnh những cao thủ, từng cái biến sắc. Thái tử ra, chết rồi, mục vân nhìn lấy những kia người, cũng không lưu tay, đại lực thần chỉ thuật thi triển, một chỉ một cái, đưa bọn hắn Tây Thiên. Mười mấy người, rất nhanh bị đánh giết, lúc này, mục vân thân ảnh rơi xuống, hải nghệ lúc này tiến lên đón, cười hi hi nói, mục đại ca càng ngày càng lợi hại, phỏng chừng hiện tại chính mình liền có thể giết nửa bước hóa đế. Ít thổi, lúc này, Long Vân Chi mang lấy Long Bạch Vũ, Long Vân Hãn, Long Phù Linh mấy người, cũng là đi tới. Đa tạ mục công tử, Long Vân Chi thoạt nhìn so Long Phù Linh nhiều ra mấy phần thành thục vận vị, cả cái nhân thân tư đầy đặn, dung mạo cũng là thượng giai. Khách khí, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, cửu muội Long Thái Hiên lúc này cũng là hiện thân, thất ca nhìn đến Long Thái Hiên cũng là xuất hiện ở đây, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Mục Vân nhìn về phía mấy người, lập tức nói, còn có một người, cần thiết chính các ngươi xử lý. chương 4610, ta đến giết liền là. Mục Vân lúc này, vẫy tay một cái, chỉ thấy được Long Vân tiêu cùng với bên cạnh mười mấy người, tất cả đều bị lôi cuốn mà tới. Lúc này, Long Vân tiêu ngược bị Mục Vân thiên khuyết thần kiếm phong cấm, quỳ dạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt vạn phần. Tứ muội ngũ đệ, giết mục phân, giết hắn, cái này hỗn đản, hoàn toàn không đem ta thái sơ cốt long tộc để vào mắt. Long Vân Tiêu nhất thời ở giữa giận dữ hết, mà thấy cảnh này, Long Vân Chi, Long Bạch Phong mấy người, lần lượt thần sắc khó hiểu. Long Thái Hiên lúc này nói, vừa mới ta cùng tam ca một đạo, trùng hợp đi ngang qua, kết quả nhìn thấy các người bị huyết vô tấn quấn lấy, ta muốn xuất thủ tương trợ, tam ca lại là không cho phép, sau đến càng là muốn giết ta. Long Thái Hiên lúc này cũng là giận dữ, hắn chẳng bao giờ nghĩ qua, Long Vân Tiêu lại bởi vậy mà giết hắn. Long Vân Tiêu lúc này lại là quát, hắn nói bậy, Long Thái Hiên cùng Mục Vân cấu kết, Mục Vân hứa hẹn hắn, giúp hắn làm ta nhóm thái sơ cốt Long tộc thái tử, là ta muốn ra tay giúp người nhóm, bọn hắn không nhường, ngược lại nói xấu ta. Mục Vân nhìn về phía Long Vân Tiêu, lại là cười nhạo nói, đã như vậy, vì cái gì ta nhóm lại xuất thủ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là bởi vì bởi vì, chính mình nói, đều đứng không vững chân, còn tại cái này bên trong giảo biển. Long Thái Hiên lần này là thật nộ, đều là phụ thân dòng dõi, hắn mặc dù thân phận địa vị không bằng mấy vị huynh trưởng, có thể là nói cho cùng cũng là Long tộc tộc trưởng chi tử. Long Vân Tiêu, thế mà là đối hắn động sát tâm, còn thật biến thành hành động. Người nhóm nói, nên làm như thế nào? Long Thái Hiên nhìn về phía Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân hắn cùng với Long Phủ Linh bốn người. Lúc này, Long Vân Chi mở miệng nói cái này sự tình, có lẽ cần thiết phụ thân xử trí. Ta nhóm như là tự mình giết Long Vân Tiêu, ngược lại là lỗi lầm của chúng ta. Nghe đến Long Vân Chi lời này, Long Vân Hán cũng là nói, tứ tỷ nói không sai, còn là báo cáo phụ thân, lại làm quyết định đi. Nghe đến lời này, Long Thái Hiền ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Cần gì phiền toái như vậy, Mục Vân lúc này lại là thoải mái, đi đến Long Vân Tiêu thân trước, thiên khuyết thần kiếm bôi qua, Long Vân Tiêu đầu dọn nhà, tiên huyết phun ra. Ta đến giết liền là, một sát na này, Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn ba người đều là ngẩn ngơ. Mục Vân cũng là lười nói cái khác, Hải Nghệ, người theo ta đi, kia là khẳng định, Hải Nghệ cười hắc hắc nói. Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh hai người nói, cùng ta cùng nhau, còn là cùng bọn hắn cùng nhau. Long Thái Hiên chắp tay nói, Mục Huynh không ghét bỏ, ta cùng các người cùng nhau đi. Được, kia liền đi, lúc này mục vân hào không dây dưa dài dòng mang lấy hải nghệ long thái hiên cùng với long phủ linh mấy người rời đi lưu tại tại chỗ long vân chi long bạch phong long vân hãn ba người hai mặt nhìn nhau nhìn trên mặt đất long vân tiêu thi thể cái này ra hỏa điên rồi sao long vân chi trong lúc nhất thời khó có thể tin nói hắn thật xem là phụ thân không tức giận liền thật là sẽ không ra tay với hắn rồi long bạch phong lúc này cũng không biết nên nói cái gì long vân hãn lại là nói tứ tỉ Long Vân Tiêu chết rồi, đối ta nhóm đến nói cũng là chuyện tốt, mà lại không phải chúng ta tự mình động thủ. Cái này không vừa vặn, ta nhóm có thể dùng đem toàn bộ trách nhiệm giao cho Mục Vân. Cũng thế, ba người thu thập tàn cuộc, cứ thế mà đi. Một bên khác, Long Thái Hiên nhìn lấy Mục Vân, nói, Mục Huynh, người không phải đi rồi sao? Trái phải vô sự, ta liền theo hai người các ngươi, không nghĩ tới Long Vân Tiêu còn thật ra tay với ngươi. Long Thái Hiên lại lần nữa nói, ngươi giết Long Vân Tiêu, ta phụ thân chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi. Thái Hiên, Mục Vân nhìn về phía Long Thái Hiên, nói ta từ năm đó thương hoàng tiểu thế giới bên trong, đến hiện tại thương lan thế giới, một đường đi tới, gặp quá nhiều quá nhiều người, người khả năng đem người khác làm huynh đệ tỉ muội có thể là người khác cũng chưa đem người xem là huynh đệ tỉ muội Nếu như người cùng Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hán ba người là một mẹ sinh ra, địa vị rất cao, Long Vân Tiêu muốn giết ngươi, đều động thủ, ba người bọn họ thân vì ngươi nhóm huynh tỉ có thể chịu sao? Có thời điểm, liền là cần thiết càng kiên định hơn thức tỉnh, càng tàn nhẫn hơn thủ đoạn, Long Vân Tiêu, ta là vì ngươi mà giết. Cái này dạng có lẽ sẽ để ngươi phụ thân càng tức giận hơn tại ta, bất quá. Ngược lại đều giết không chỉ một, ta là không quan tâm, Hải Nghệ ở một bên gọi nói, mục đại ca làm rất đúng, liền là huynh đệ, muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn tùy ý hắn giết không được, lại nói ngươi coi người khác là huynh đệ, người khác không có coi ngươi là huynh đệ, kia khẳng định càng không cần lưu tình. Long Thái Hiên, tiểu tử ngươi liền là thường ngày bên trong quá dày vò khốn khổ, làm việc phải quả quyết chút, có quyết tâm một chút. Long Thái Hiên đắng chát cười một tiếng, chắp tay nói, đa tả hai vị. Khách khí, khách khí, Hải Nghệ cười ha ha một tiếng, vội vàng xích lại gần Mục Vân, cười hắc hắc nói, Mục Đại Ca, tả Đại Ca ở chỗ nào? Ta cũng đang tìm hắn đâu, Mục Vân lập tức nói tốt, tiếp xuống, người nhóm tiếp tục tìm uẩn nén Long Chi bản nguyên bản Long Sơn đi, ta cùng các ngươi cùng nhau, chỉ ít có thể bảo đảm ngươi nhóm một chút an nguy. Được, Mục Vân hiện tại phong thiên cảnh cửu trọng, thực lực tuyệt đối so sánh một vị đỉnh tiêm phong thiên cảnh thập trọng cường giả. Thậm chí, đụng đến nửa bước hóa đế, đánh không lại, cũng có thể chạy. Có hắn tại, mấy người cũng là an tâm, lớn như vậy bàn long sơn bên trong, không ít người, đều là tràn vào tiến đến. Cái này trong đó, càng là dùng người đại long tộc vì đa số. Long tàng cốc bên trong bàn long sơn, bàn long sơn bên trong long chi bản nguyên. Cái này đối long tộc là lớn lao lực hấp dẫn. Lúc này, một vùng núi ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh vụn vặt lẻ tẻ tản ra, đầu lĩnh một người, một bộ huyết bào, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt sát khí, càn quét phương viên mấy chục dặm Chính là huyết hóa ma long tộc tộc trưởng huyết cửu vĩ. Huyết cửu vĩ lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, quát khẽ nói, vô tấn chết rồi. Tại bên cạnh người mấy vị huyết hóa ma long tộc trưởng lão nhóm, từng cái sắc mặt kinh biến. Thái tử chết, thái hư minh long, Cửu U âm long, huyết hóa ma long, này tam tộc cùng tinh thần cung là minh hiếu, hiện nay, tam đại tộc thái tử, tất cả đều bị giết. Là ai làm, từ không cần phải nói, trừ mục vân, còn có thể là ai? Tộc trưởng, một vị phong thiên cảnh thập trọng trưởng lão chắp tay nói, tộc trưởng, ta mấy người cùng tinh thần cung tiến tới cùng nhau đến nay, hiện tại xem ra, cũng không phải là sáng suốt tuyển trạch. Nghe đến lời này, huyết cửu vĩ lông mày nhíu lại. Trường 4611, Hư Linh Tỏa Thiên Trận Trưởng lão kia tiếp theo nói, Mục Vân vốn là phong thiên cảnh mà thôi, có thể là tinh thần cung tại làm cái quỷ gì. Thất cung cung chủ, chỉ hai cái, còn là nửa bước hóa đế cảnh giới, Mục Vân bên cạnh, hoang thập nhất, cùng với cái kia tử thương đế cung bên trong xuất hiện ôn nguyệt văn, còn có huyết phù dung đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Trừ cái đó ra, Hải Uyên cùng cổ viêm chung hai người, cũng là trông nom lấy hắn. Nếu như tinh thần cung bảy đại cung chủ tất cả đều đến, mặt khác năm vị chuẩn đế cấp bậc xuất thủ, liền là hoang thập nhất ở đây, cũng không giữ được mục phân. Hiện tại thế nào, Lý Khai Dương đã chết, đế lưu phương đã chết, liên đới lấy ta tộc thái tử đều là bị giết. Nghe đến mấy câu này, huyết cửu vĩ sắc mặt càng phát âm trầm. Mục phân há là dễ giết như vậy, hiện tại xuất hiện hoang thập nhất, hải huyên bọn hắn, như là năm đại cung chủ xuất thủ, nói không chắc mục thanh vũ lại là an bài người nào. Huyết cửu vĩ nói xong lời này, lại lần nữa nói, bất quá người nói cũng không phải là không có đạo lý, nhìn đến, ta nhóm là cần thiết cho đế văn đình, đế văn khuyết cùng đế văn tuyên ba người một chút áp lực. Khuyết cửu vĩ nói đến chỗ này, lại lần nữa nói, này phiên thương đế các việc làm kết thúc, như là mục vân bất tử, kia thương lan thế giới cách cục, liền muốn thay đổi một chút. Theo ta biết, thanh đế diệp vũ thi tại đề cử thiên giới, đem vân điện chế tạo sánh ngang nhất đẳng thế lực, tập hợp không ít cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Thanh Vũ những ngày năm trong bóng tối tại thương lan thế giới bên trong mời chào người, không ít đều là đến vân điện bên trong, để cửu thiên giới, những ngày năm đều là bị người không chú ý. Một vị khác phong thiên cảnh thập trọng cường giả mở miệng nói, cái này mục tộc, cùng năm đó diệp tộc, sao mà tương tự, chỉ là đến sau cùng, bên thắng vẫn y như cũ là đế minh. Huyết cửu vĩ nghe đến lời này, lại là cười nói, thế gian vạn vật vạn sự, người nào lại nói đến chuẩn đâu. Chỉ tiếc, từ tổ long về sau, ta long tộc bên trong, không có người nào có thể đủ thống nhất cả cái long giới, nếu không, cái này thương lan chi chủ, chưa chắc không thể từ ta long giới bên trong xuất hiện. Cả cái thương lan thế giới, tám đại thần tộc, địa vị cao thượng, nhân tộc một mực là thương lan vạn giới bên trong, số lượng nhiều nhất, nhưng là nhất là các tộc khinh bỉ. Có thể là hết lần này tới lần khác, đứng đầu nhất cường giả, liền là từ nhân tộc bên trong sinh ra. Cái này thế giới, sao mà huyền diệu, long tàng cốc, từng tòa bàn long sơn, kéo dài nghìn dặm vạn dặm. Lúc này, một tòa cao sơn nơi chân núi hạ, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, lẳng lặng tu hành. Những này bàn long sơn bên trong, một chút uẩn nén long chi bản nguyên, một chút không có, không quản có không có, cùng Mục Vân quan hệ đều không lớn. Không có một tòa, là hắn có thể dùng hấp thu. Dương mắt nhìn, làm gấp gáp, cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng an an ổn ổn tu hành. Hiện nay chúa tể đạo đi đến 9.000 mét, chính thức bước vào phong thiên cảnh cửu trọng, hắn cũng là có thể được đến cơ hội này, đối kiếm thuật của mình cùng với trận thuật tiến hành nghiên cứu. Bát hoang kiếm quyết là sư phụ diệt thiên viêm lưu lại cho mình một bộ 12 môn kiếm thuật sau cùng một môn. Cái này một bộ kiếm quyết cũng là mục phân nhận là nhất khó tu hành một bộ. Hết thảy bát thức, hiện nay mục phân tính là chân chính nắm giữ tam thức. Đệ tứ thức, tên là khai thiên hoang, cái này nhất thức, cùng ba thức đầu cực điểm bất đồng, bằng vào là lấy kiếm khí ngưng tụ thiên địa chi thế, mở ra thiên hoang. Cái này nhất thức công kích, phạm vi càng càng rộng lớn, công kích lực càng thêm cường đại. Mà đệ ngũ thức thì là vẫn địa hoang, cùng khai thiên hoang, bất quá vẫn địa hoang chú trọng là kiếm khí bàng bạc nặng nề, không phải tốc độ, mà là kiếm khí trầm trọng, đánh giết đối thủ. Cái này lưỡng thức cơ hồ không có sai biệt, lại là có bản chất khác nhau. Nhất thức càng bạo, nhất thức càng trọng, thiên về điểm bất đồng, những này thời gian, Mục Vân cũng là trọng tâm nghiên cứu cái này lưỡng thức kiếm quyết, thường xuyên thử nghiệm, khá có tâm đắc trừ cái đó ra, chính là kia quyển cổ xuyên trận quyết. Cổ xuyên trận quyết bên trong ghi chép trận pháp, thiên kỳ bách quái, để mục vân trong lúc nhất thời đều là hoa mắt. Chỉ là hắn giới văn tăng vọt, cấu tạo đại trận năng lực, lại là cần thiết từ từ vững chắc. Bất quá, trừ 500 vạn đạo giới văn giới trận, 600 vạn đạo giới văn giới trận, hắn hiện tại đã là bắt đầu quen thuộc 700 vạn đạo giới văn giới trận, cùng với 800 vạn đạo giới văn giới trận. Bất quá đến mức 900 vạn đạo giới văn giới trận, liền là phức tạp rất nhiều, đến mức ngàn vạn cấp bậc giới văn giới trận, có thể chu sát phong thiên cảnh thập trọng, liền càng là phức tạp nhiều. Một ngày siêu việt ngàn vạn cấp bậc giới văn giới trận, kia liền là một cái khác đẳng cấp. Đế trận sư, có thể chu sát xưng hào thần xưng hào đế. Nhưng là giới văn là muốn đến ước cấp bậc, từ ngàn vạn giới văn giới trận, đến quá ước giới văn giới trận, cái này đối ứng liền là nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xương hào thần xương hào đế ba đại cảnh giới. Bất quá do này cũng có thể thấy được, nửa bước hóa đế, chuẩn đế, sương hào thần sương hào đế như là lại tỉ mỉ phân chia nhất định cũng là tồn tại cùng một cảnh giới cũng có mạnh yếu tranh lệch giới trận một đạo mục vân cảm thấy mình tiến bộ đã đầy đủ nhanh tuy nói hiện tại không đuổi kịp chính mình thực lực có thể dù sao vẫn là cần thiết từng bước một tới mà lại gần nhất mục vân một mực truy cầu giới trận đề thăng cũng là chọn lựa một môn giới trận ngàn vạn đạo giới văn đại trận hư linh tỏa thiên trận dựa theo cổ xuyên trận quyết bên trong ghi chép này trận hết thảy tin tức tòa đại trận này chỉ ít ngàn vạn đạo giới văn mới có thể đủ bố ra. Đồng thời, ngàn vạn đạo giới văn, trăm vạn đạo vì một phương thần linh, phát họa mười đạo hư thần linh, phong cấm người phương thiên. Nay trận, đối chúa tể cảnh võ giả, là tuyệt sát. Liền xem như nửa bước hóa đế cấp bậc, cũng là hội chịu ảnh hưởng. Mục vân hiện nay trước mặt có thể đủ bố ra ra 700 vạn đạo giới văn đại trận, nếu muốn bố trí ra này trận, còn khó chút. Chỉ là cái này cũng không trở ngại hắn tỉ mỉ nghiên cứu đi đến phong thiên cảnh cửu trọng, Mục Vân cũng không vội vã cảnh giới đề thăng. Trước mắt, huyết long chú cùng bát hoang kiếm quyết, đều cần ra cường tu hành. Hư không thần quyết, hoàng đế kinh, càng là như vậy. Trừ cái đó ra, chính là thái cực chi đạo, đi đến cửu trọng, Mục Vân cảm giác được, thái cực chi đạo bạo phát, tựa hồ có thể dùng lên một tầng nữa. Như là này thuật có thể đủ uy lực gia tăng, kia mới thật là thực lực bản thân lớn nhất đề thăng. Mục Vân cũng là đối chính mình hiện tại trưởng khống mấy môn võ quyết, Nội tâm âm thầm so. Trước tiên đại lực thần chỉ thuật, là thích hợp nhất cùng cấp bậc sao thủ, một chỉ điểm chết một cái đều không là vấn đề. Thứ yếu chính là Bát Hoang kiếm quyết, phối hợp chính mình Bát Đoán kiếm thể, uy lực cũng là cực mạnh. Sau đó liền là huyết long chú cái này một hám hải thần long tộc bí thuật. Sau cùng thì là hư không thần quyết cùng hoàng đế kinh, cái này hai môn ra từ thương đế cùng hoàng đế thần quyết, uy lực có thể nói vô hạn. Hắn như là đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới vẻn vẹn là hư không thần quyết cùng hoàng đế kinh, đánh giết nửa bước hóa đế, căn bản sẽ không là vấn đề. Cuối cùng chính là thái cực chi đạo, này thuật, mới là bá đạo nhất, trừ những này võ quyết, chính là mục phân rất tinh tường đông hoa đế ấn cùng thiên địa hồng lô. Kết hợp với lôi đế trượng cái này gần như đế khí tồn tại, cùng với hiện nay trưởng khống tại tay thương đế tháp. Những này, đều là chính mình thực lực một bộ phận, không thể khinh thường. Mà lại, nhục thân cường độ phương diện, vạn ách lôi thể đi đến lục đạo lôi văn tình trạng, chờ đến ngày sau đi đến hoàn mỹ chín đạo lôi văn, vạn ách lôi thể chính là thật cực hạn, hắn nhục thân, sánh ngang lôi đế, lại dùng lôi đế trượng vì phối hợp, kia sợ rằng bạo phát lực, sẽ hội cực kỳ kinh người. chương 4612, cổ viêm trung bị tập kích. Lúc này Mục Vân, đối con đường phía trước cực kỳ tự tin. Phổ thân Mục Thanh Vũ những năm gần đây, đã làm nhiều lần chuẩn bị, hiện nay biết đến, cùng với hắn còn không biết, đều là cường đại mục tộc. Mà mẫu thân tự phá phong mà ra về sau, một mực là tại đệ cửu thiên giới bên trong, lớn mạnh vân điệt, chiếu cố chính mình kia bốn vị phu nhân cùng mấy cái hài tử. Cái này mới để hắn có thể dùng buông tay buông chân tại đệ thất thiên giới, tại tiêu diêu thánh khư, tại đệ nhất thiên giới bên trong, trưởng thành. Mà cuối cùng cũng có một ngày, phụ thân cùng mẫu thân thừa nhận áp lực, đều sẽ tới đến hắn tự thân thân bên trên. Đợi đến kia một ngày, hắn liền không còn là cha mẹ giữ gìn hạ hài tử, mà là cần thiết mang trên lưng chính mình trách nhiệm nam nhân. Nội tâm từng bước bình tĩnh trở lại, mục phân chính là tiếp tục thôi diễn bát hoang kiếm quyết, cùng với đối cổ xuyên trận quyết trưởng khống. Nhoáng một cái thời gian mấy tháng đi qua, tại cái này long tàng cốc bên trong, long thái hiên, long phù linh cùng với hải nghệ, mang lấy hơn 10 vị tâm phúc, một mực cùng với mục phân, ở giữa cũng chưa chạm đến người khác. Mà hải nghệ, long thái hiên, long phù linh ba người, Mỗi ngày bên trong tải từng tòa bàn Long Sơn tìm kiếm đối ứng bọn hắn huyết mạch Long Chi Bản Nguyên, ngẫu nhiên có được đến, dừng lại một cái chính là 10 ngày thậm chí nửa tháng thời gian. Cái này một ngày, mục phân ở vào một đỉnh núi, ngón tay thành kiếm, một kiếm vung ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại hắn thân trước trăm trường vị trí, hư không vặn vẹo, đạo đạo kiếm khí, như khai thiên tịch địa bình thường chém ra, dây lát ở giữa hợp tác một đạo. Mà nhất thời... Mục Vân lại là một kiếm chém ra, thân trước khác một bên, một chỗ không gian tại lúc này, phảng phất mặt đất sụp đổ, ngàn vạn kiếm khí tạo thành khủng bố bạo phát lực. Khai thiên hoang, vẫn địa hoang, cái này lưỡng đạo kiếm thức, tính là triệt để trưởng khống. Lúc này, Mục Vân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mấy tháng thời gian đến, tuy nhìn lấy hải nghệ mấy người đến Long Chi Bản Nguyên, hắn chỉ có ao ước phần, nhưng là bây giờ, cuối cùng là có đề thăng. Mà lại trọng yếu nhất là, huyết Long Chú, rốt cuộc tại Hải Hiên chỉ đạo hạ, từ nhị phẩm đi đến tam phẩm cấp bậc. Tam phẩm huyết long chú uy lực, kia có thể là chất thuế biến. Kế tiếp, huyết long chú nếu là muốn lại lần nữa thuế biến uy lực đề thăng, liền phải là đi đến lục phẩm cấp bậc. Chân chính huyết long chú, đi đến cửu phẩm cấp bậc, chín đạo hình tam giác hình chú ấn bạo phát, hắn như là cửu trọng cảnh giới, có lẽ đều có thể chém giết nửa bước hóa đế, dù cho giết không chết nửa bước hóa đế, trọng thương tổng là có thể làm đến đây mới là long tộc bí thuật chân chính cường hoành như hám hải thần long tộc tộc trưởng hải uyên như là nửa bước hóa đế cảnh giới thi triển cử phẩm huyết long chú giết chuẩn đế đều có lẽ có thể làm được chỉ là mục phân cũng là minh bạch này các loại khó xử hải uyên đều chưa chắc có thể đủ ngưng tụ cử phẩm hoặc là nói dù cho ngưng tụ cử phẩm chưa chắc là thật trưởng khống triệt để cũng khả năng làm không đến chém giết chuẩn đế mà cái này thời gian mấy tháng đến long thái hiên cùng long phù linh hai người vận khí tương đối tốt phát hiện mấy chỗ ẩn nén thái sơ cốt long tộc cường giả long chi bản nguyên, đến dùng dung hợp. Long Thái Hiên đi đến phong thiên cảnh lục trọng, Long Phù Linh cũng là đi đến phong thiên cảnh ngũ trọng. Lúc này, trên núi cao, Hải Nghệ xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh. Mục Đại Ca, Hải Nghệ thầm nói, ta đều đi đến thất trọng, cái này mấy tháng cũng dung hợp một chút long chi bản nguyên, có thể thế nào liền là đi đến không bát trọng. Cảnh giới đề thăng, cái nào là nhanh như vậy, ta nhìn tạ Đại Ca liền rất nhanh a. À hải nghệ thầm nói người không biết những năm gần đây tạ đại ca nhiều lần trọng thương ngã gục có thời điểm đều tu dưỡng mấy trăm năm mấy ngàn năm có thể là cảnh giới để thăng còn là nhanh hơn ta ta cũng nghĩ kia làm sau đến bị ta cha mắng một trận tạ thanh thân vì tổ long hậu duệ tạ thanh huyết mạch đặc biệt lộ số của hắn giống như mục vân tự nhiên là vô pháp phòng chế thất trọng cảnh giới đã là không kém chỉ ít tại thương lan thế giới bên trong cũng tính là bước vào đến cao đẳng cường giả cấp bậc Mục Vân lại lần nữa nói: "Người phụ thân hiện tại chấp trưởng Hám Hải Thần Long nhất tộc, không dùng đến ngươi làm cái gì, đối đãi ngươi tương lai có thể dùng kế tục tộc trưởng vị trí lúc, tin tưởng kia thời điểm ngươi đã là nửa bước hóa đế." Hải Nghệ nghe nói, gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Long Thái Hiên, Long Phù Linh mấy người, lúc này cũng là từng cái tập hợp mà tới. Đại gia đều chỉnh đốn tốt, kia liền tiếp tục xuất phát. Ừm, đạo đạo thân ảnh tại lúc này chuẩn bị lại lần nữa xuất phát chỉ là còn chưa động thân, Mục Vân lại là đột nhiên bước chân ngừng xuống. Thế nào rồi, Mục Đại ca, Hải Nghệ Hiếu Kỳ nói, có rất mạnh ba động, hướng lấy bên này. Rất mạnh ba động, có thể làm cho Mục Vân đều nói là rất mạnh ba động, kia nhất định là siêu việt phong thiên cảnh cấp bậc. Cẩn thận chút, người nhóm ẩn núp đi, Mục Vân lúc này cẩn thận nói. Hải Nghệ lập tức mang lấy Long Thái Hiên, Long Phù Linh mấy người, ủy thân tại chân núi một vùng thung lũng bên trong. Mục Vân thiết hạ đạo đạo giới văn, che lấp đám người khí tức. Làm xong những này, Mục Vân mới phi thân lên, đi đến không trung, nhìn về phía nơi xa. Chỗ kia, phân vụ lượn lờ ở giữa, khủng bố khí tức bạo phát, hiển nhiên là có đỉnh tiêm cường giả tại giao chiến. Đột nhiên, phương xa, một đạo khủng bố hỏa diễm, xuyên qua hư không, cơ hồ trong nháy mắt, đi đến Mục Vân phía trước cách đó không xa, một tiếng ẩm vang, rơi xuống sơn cốc chỗ, tué lên cát bay đá chạy. Mục Vân lúc này, thân thể đến gần, thần sắc một kinh cổ viêm trung, cổ tộc trưởng, mục phân thân ảnh tại lúc này phi tốc đến gần cổ viêm trung, chỉ gặp lúc này cổ viêm trung, thân thể bên trên, rất nhiều vết thương trồng chất, khí tức càng là uể oải suy sụp. Một sát na này ở giữa, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, hậu phương, truy binh đã đến, cổ viêm trung lúc này thần sắc hơi hơi thanh tỉnh mấy phần, nhìn đến mục phân, nhất thời nói, mục phân, đi mau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta bị hư thương tử cùng U Thiên Khuyết truy sát, người đi mau, đừng quản ta. Chỉ là nói chuyện ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại lúc này đã đến tới. Phía trước, gào thét vang lên tiếng gió, mơ hồ ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh, khí thế bàng bạc, phá không mà tới. Kia đầu lính hai người, một phân tự nhiên là nhận thức. Thái hư minh long nhất tộc tộc trưởng hư thương tử, cửu u âm long nhất tộc tộc trưởng U Thiên Khuyết, mà đi theo hai người tới đến, tất cả đều là từng vị phong thiên cảnh cửu trọng, thập trọng cảnh giới hai tộc cường giả. Tộc trưởng, lúc này, tiếng quát vang lên, lại có hơn 10 vị phong thiên cảnh cửu trọng, thập trọng cảnh giới cường giả chạy đến, chính là thái cổ viêm long nhất tộc cường giả nhóm. Rất hiển nhiên, là thái hư minh long cùng cửu u âm long hai tộc liên thủ, đối phó cổ viêm trung. Cổ viêm trung lúc này thở hồng hộc, đứng dậy, nhìn về phía mục vân, nhịn không được nói, ngươi làm sao ở chỗ này a? À? Lời nói bên trong, mang lấy vẻ lo lắng, mục vân, mà lúc này, một đạo tiếng hử vang lên, hư thương tử nhìn đến mục vân đứng tại cổ viêm trung bên cạnh người, đôi mắt lạnh lùng xuống đến. Thật là quá khéo a à. hư thương tử mục quang lãnh lệ nói, cổ viêm trung, ngươi lên đường, còn có mục vân bồi tiếp ngươi, ngược lại là có mặt mũi. Lúc này, cổ viêm trung nhìn về phía mục vân, nói thẳng, ngươi đi mau. Cổ tộc trưởng, đừng nói nhảm, đi mau, ta bị ám toán, chống không nổi hai bọn họ, ngươi đi nhanh lên. Trường 4613, Kinh Thiên Đại Bí Mật. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là đắng chát cười nói, ta chính là chạy, cũng chạy không được. Cổ Viêm trung thở dài, nhìn lấy kia hư thương tử cùng U Thiên khuyết hai vị tộc trưởng, ánh mắt đều là hung ác sát khí. "Mục Vân, ta mà chết, nói cho ngươi phụ thân, để ta nhi tử Cổ Phong Nguyệt lên ngôi, hy vọng ngươi phụ thân có thể đủ giúp đỡ ta Thái Cổ Viêm Long tộc." Mục Vân lúc này lại là cười cười nói, "Cổ tộc trưởng, không có đến sau cùng đâu, đừng kia ủ rũ a." À. Cổ Viêm trung nhìn lấy Mục Vân, bất đắc dĩ thở dài, Long tộc mỗi một vị tộc trưởng đều là nửa bước hóa đế cảnh giới, tấn thăng chuẩn đế, so nhân tộc cường giả có thể là khó nhiều. Nhưng là, đúng là như thế, long tộc mỗi một vị nửa bước hóa đế cảnh giới tộc trưởng, đều nắm giữ địch nổi nhân tộc chuẩn đế thực lực. Mục vân dù cho là cùng tạ thanh liên thủ đánh giết Lý Khai Dương, có thể là hắn một người cùng sánh ngang chuẩn đế long tộc tộc trưởng tranh lệch vẫn còn cực lớn. Mục vân tự thân tự nhiên cũng là minh bạch cái này một điểm, nhưng là hiện tại, cũng không có địa phương chạy, chỉ có thể đánh lại là thái cổ viêm long tộc cùng hám hải thần long tộc cùng diệp tộc giao hảo diệp tộc cùng mục tộc quan hệ là không thể tách rời hắn tự nhiên cũng không có khả năng chạy bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ lúc này mục phân đã là câu thông hải hiên kia ra hỏa lần này hải hiên không thể đứng nhìn đi cổ huynh chỉ là đúng vào lúc này một đạo tiếng quát cuồn cuộn vang lên phảng phất từ ở ngoài ngàn dặm truyền lại mà đến cổ viêm trung nghe đến kia một thanh âm lập tức vui vẻ nói cái này tốt. Theo lấy thanh âm vang lên, một thân ảnh, theo lấy không gian vặn vẹo, bước chân bước ra, xuất hiện tại này chỗ. Cổ huynh, người không sao chứ? Cổ viêm chung nhìn lấy một bộ lam bào hải uyên tộc trưởng mắng, lão gia hỏa, người lại không đến, ta liền phải chết. Lần này, cổ viêm chung mới là nhẹ nhàng thở ra. U thiên khuyết cùng hư thương tử hai người liên thủ muốn giết hắn, hắn tự nhiên là truyền lại tin tức ra ngoài, chỉ là một mực không được đến hải uyên hồi phục vốn cho rằng lần này xong mất, thật không nghĩ đến, Hải Uyên tại lúc này đuổi đến. Mà nhìn đến Hải Uyên xuất hiện ở đây, hư thương tử cùng U Thiên khuyết hai người lông mày đều là vậy một cái. Cái này ngược lại không tốt làm, có thể là tặng tức, hai người lại là lông mày nhíu lại, mặt lộ ra mỉm cười. Hải Uyên, nhìn đến người tới, cũng cho ta nhóm mang tới người giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, Hải Uyên cùng cổ viêm chung hai người sắc mặt lại là khó coi xuống đến nhân sinh đại hỷ đại bi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. À. Hai cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ, dẫn mấy chục người, xuất hiện lần nữa tại này chỗ. Huyết cửu vĩ, tuân viễn sơn, lúc này, huyết hóa ma long tộc tộc trưởng huyết cửu vĩ đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía mục vân, huyết đồng giống như có vô tận huyết vực ngưng kết, mắt bên trong đều là sát khí. Mục vân, giết con ta, ngươi, còn có thể chạy trốn sao? Huyết cửu vĩ lúc này lên tiếng quát, mà giao quang cung cùng chủ tuân viễn sơn, lúc này lại là không nói một lời, đứng ở nơi đó. Lần này, Mục Vân bên cạnh có thể là không có cái kia giống như Nguyệt Cung Tiên Tử bình thường nữ tử đi theo. Cổ viêm trung nội tâm mừng rỡ còn không có tản ra, nhìn đến hai người này đến, lại là mộng. Lần này, xong đời rồi, hư thương tử, u thiên khuyết, huyết cửu vĩ, ba vị sánh ngang chuẩn đế long tộc tộc trường, lại thêm một vị nửa bước hóa đế cảnh giới tuân viễn sơn. Hai người bọn họ, như thế nào chống đỡ được? Hải Uyên nhìn về phía Mục Vân, lại lần nữa nói lát nữa tiểu tử ngươi tùy thời chuẩn bị mang lấy ta ra nhi tử chạy hải uyên tự nhiên là cảm thấy được chính mình kia nhi tử ngốc cúng ở chỗ này mục phân vừa muốn mở miệng có thể tại lúc này vô tận sơn nhạc chỗ bên trong lại có đạo đạo ba động truyền lại mà tới hai phe nhân mã đều là nhìn lấy kia không gian ba động chi chỗ là ai đến rồi cái này mấy tháng đều không có đụng đến cái gì người thoáng một cái liền đụng đến một đám người lần lượt từng thân ảnh tại lúc này hàng lâm tại từng tòa trên núi cao, kia đầu lĩnh một người, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, dáng người có chút gầy gò, cho người cảm giác cũng là rất lạnh lùng. Long Bạch Vũ, thái sơ cốt long nhất tộc tộc trưởng Long Bạch Vũ, mà nhìn đến Long Bạch Vũ xuất hiện tại này chỗ, Hải Uyên liền nói ngay, Long Bạch Vũ, người hôm nay giúp ta hai người một lần, tương lai ta hai tộc giúp ngươi một lần, như thế nào? Giúp ngươi, huyết cửu vĩ lúc này lại là cười nhạo nói, Long Vân Ngạo, Long Vân Tiêu đều là đã chết, mà lại đều cùng Mục Vân có quan hệ, người cho rằng Long Bạch Vũ sẽ giúp các ngươi. Long Bạch Vũ, Mục Vân có thể là giết người mấy cái nhi tử. Huyết cửu vĩ, hư thương tử, u thiên khuyết ba người, nhi tử đều là bị Mục Vân giết chết, thật sâu có thể đủ minh bạch, mất con thống khổ đáng sợ. Long Bạch Vũ nói không được bởi vậy, đều hội đối Mục Vân trực tiếp xuất thủ. Lúc này, Long Bạch Vũ ánh mắt nhìn về phía Hải Uyên, nhìn về phía cổ viêm chung, nhìn về phía Mục Vân. Mà tam đại tộc trưởng bên cạnh người, một bộ tinh bảo tuân viễn sơn lúc này lại là nở nụ cười long huynh tuân viễn sơn cười nói cho đến ngày nay ta nhìn người cũng đừng ẩn tàng lời này vừa nói ra tại chỗ mấy vị long tộc tộc trưởng đều là sững sờ ẩn tàng ẩn tàng cái gì tuân viễn sơn tiếp theo nói chỉ sợ các người còn không biết ha à. hôm nay cổ viêm trung hải uyên mục phân ba người phải chết cũng không có cái gì có thể ẩn tàng trên thực tế năm đó long bạch vũ đã sớm chết hiện nay Long Bạch Vũ là nàng huynh trưởng Long Bạch Dực. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Mục Vân càng là sững sờ, người nói bậy, mà đúng vào lúc này, phía dưới sơn cốc, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Long Thái Hiên lúc này chạy vội mà ra, nhìn về phía tuân viễn sơn, quát, người nói bậy. Ta cha không có chết, chết là đại bá ta. Long Thái Hiên lúc này giống giận, tiểu hoa hoa, người biết rõ cái gì. Vân Viễn Sơn lúc này lại là cười nhạo nói, trước kia Thái Sơ cốt Long tộc bên trong, hai đại thiên kiêu, Long Bạch Dực cùng Long Bạch Vũ, mà Long Bạch Dực tâm tính hơi kém một chút, lão tộc trưởng lập Long Bạch Vũ vì thái tử, cái này là mọi người đều biết. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu, thế hệ trẻ tuổi không hiểu rất rõ, có thể là thế hệ trước xác thực là biết rõ. Thái Sơ cốt Long tộc, Long Bạch Dực, Long Bạch Vũ, cái này hai vị có thể nói là tuyệt đại song kiêu, trước kia có thể là ao ước chết người khác cái khác chín đại long tộc cái nào nhấc lên hai người này, đều là không ngừng ao ước. Mà sau đó, Long Bạch Vũ được lập làm thái tử, kế nhiệm tộc trưởng, dẫn dắt thái sơ cốt long tộc xác thực là mạnh lên. Long Bạch Dực cũng là cam tâm tình nguyện phụ tá chính mình đệ đệ, hai người đồng tâm hiệp lực, làm cho thái sơ cốt long tộc phát triển không ngừng. Nhưng là, đại gia hẳn là đều nhớ, từng có một lần, hai người dẫn dắt thái sơ cốt long tộc cường giả, tiến vào một chỗ hồng hoang di tích bên trong, Long Bạch Dực đã chết, Long Bạch Vũ trọng thương mà về bế quan tu dưỡng vạn năm thời gian a Khư thương tử, U Thiên Khuyết cùng với huyết Cửu vĩ đều là gật đầu, là có cái này chuyện. Trên thực tế lần kia, chết là Long Bạch Vũ, Long Bạch Dực cũng chưa thụ thương, huynh đệ hai người, tại kia hồng hoang bí địa bên trong, chém giết một chàng, mà tại ta tinh thần cung năm vị cung chủ tương trợ phía dưới, Long Bạch Dực giết Long Bạch Vũ, thay vào đó, sở dĩ bế quan vạn năm, trên thực tế là vì dịch dung ngụy trang thuần thục. Tuân Viễn Sơn lúc này cười nói, cái này sự tình, vốn là cơ mật, ta cũng không biết, cũng chính là lần này, đế văn đình cùng đế văn khuyết mới nói cho ta. Long Bạch Dực, ta nói không sai a. À. Lúc này, Vân Viễn Sơn mỉm cười nói, mà cái này nhất khắc, đám người lại là giống như kinh lôi bên tai, từng cái bị chấn động nói không ra lời. Chương 4614, ai cũng đi không được. Lại còn có chuyện như thế, Long Bạch Dực chưa chết, mà là hóa thành Long Bạch Vũ, một mực đảm nhiệm thái sơ cốt long nhất tộc tộc trưởng. Này thiên đại nói dối đem hắn nhóm đều là mê hoặc. Cái này nhất khắc, Long Thái Hiên hai mắt đỏ lên, quát lớn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhóc con, người thương tâm cái gì? Tuân Viễn Sơn lại là cười nói, trước kia, Long Bạch Vũ đã chết về sau, Long Bạch Vũ thay vào đó, mới cưới hai vị thê tử, thái sơ cốt Long tộc bên trong hứa ngưng nhân cùng Vương Sương Hoa. Hứa ngưng nhân sinh hạ tam tử, Long Vân Đăng, Long Vân Ngạo, Long Vân Tiêu, Vương Sương Hoa sinh hạ một nữ nhị tử, Long Vân Chi, Long Bạch Phong, Long Vân Hãn. Sau đến, lại cưới thiên trúc Long tộc nhan giả dạ tình, cũng chính là người cái này nhóc con nương thân, phụ thân của các ngươi, vốn chính là Long Bạch Dực. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì có giá trị giấu giếm, hôm nay ta năm người liên thủ, giết bọn hắn ba người, Long Bạch Dực, người thân phận, có thể dùng tiếp tục ẩn giấu đi, thời khắc mấu chốt, cho mục tộc, diệp tộc một kích chí mạng. Cái này nhất khắc, hư thương tử, u thiên khuyết, huyết cửu vĩ ba người, cũng là có bị chấn kinh nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người người đều nói mục thanh vũ chuẩn bị hoàn toàn. Những năm gần đây bồi dưỡng không ít tâm phúc của mình. Có thể là đế gia lại há là hạng đơn giản. Hiện nay 10 đại long tộc tứ tộc vì đế gia điều động mục thanh vũ âm hiểm đế minh càng âm hiểm a lúc này không chỉ là long thái hiên kia đứng tại long bạch vũ bên cạnh người long vân chi long bạch phong long vân hãn ba người cũng đều là một mặt kinh khủng bọn hắn xem là chết đi đại bá, thế mà là bọn hắn thân sinh phụ thân Long Bạch Dực. Mà bọn hắn một mực tưởng rằng phụ thân Long Bạch Vũ đã sớm chết. Cái này, quá mức tại để người rung động, trọng yếu nhất là, qua nhiều năm như vậy, thái sơ cốt Long tộc bên trong cũng không có người biết. Mà lúc này, Mục Vân nhớ mày, khó trách Long Thái Hiên đề cập chính mình phụ thân, mấy phen cảm thán, phụ thân tính cách đại biến. Nguyên lai like là đổi một cái người, đế ra thủ đoạn, khó lường A, à. mà tại lúc này, kia đứng tại giữa không trung long bạch vũ, đột nhiên, mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vệt đường cong, nhìn về phía tuân viễn sơn, nói, này sự tình, chỉ có đế tinh đại nhân, năm vị cung chủ cùng với đế văn đình cùng đế văn khuyết biết rõ, tuân viễn sơn, ngươi nửa bước hóa đế cảnh giới, có thể là không có tư cách biết đến. Tuân viễn sơn cũng không để ý, bất đắc dĩ nói, vốn là ta là không có tư cách biết rõ, chỉ là này phiên, huyết tộc trường ái tử bị giết, có thể là phát tốt đại hỏa, hai vị công tử cái này mới đem việc này cáo chi tại ta, thuận tay lấy để huyết tộc trưởng ổn định ổn định tâm tình. Huyết tộc trưởng, cái này hạ có thể hài lòng rồi. Tuân Viễn Sơn nhìn lấy huyết cừu vĩ cười nói. Huyết cừu vĩ lúc này nhìn về phía Long Bạch Vũ, nhịn không được nói, Long Bạch Dực, tốt một cái trộm đào đổi lý, đem đến ta nhóm tất cả mọi người là gạt A. Tốt tốt tốt, mười đại Long Tộc, tứ tộc tận về đế tộc, cái này khiến huyết cừu vĩ, hư thương tử, u thiên khuyết ba người, đều là quân tâm đại trấn. Phải biết, một ngày tứ đại long tộc liên hợp lại, lại thêm tinh thần cung trợ lực, bọn hắn không chỉ là có thể dùng thôn diệt thái cổ viêm long tộc cùng hám hải thần long tộc, càng là có thể nuốt ngũ trào kim long tộc, thất thải thiên long tộc, luyện ngục thần long tộc cùng thâm nguyên minh long tộc. Đến thời điểm, long giới quy nhất, đệ nhất thiên giới liền là đại nhất thống. Cái này như thế nào không để người vui mừng không thôi. Lúc này, long bạch dược vừa xài bước ra, đi đến huyết cửu vĩ, u thiên khuyết, hư thương tử cùng với tuân viễn sơn mấy người bên cạnh. năm vị cường giả đứng vững, kia các loại áp lực, làm cho Mộc Vân cảm giác cực lớn chế tài. Đúng vậy a à, phụ thân một mực có chuẩn bị, đế minh dưới chướng tám cờ, tám vị thiên đế, há là thường nhân. Chẳng lẽ không phải không có chuẩn bị, cổ viêm chung cùng hải uyên hai người, đành phải cười khổ. Lần này, là thật ngã, thái hiên, phù linh, long bạch vũ một câu rơi xuống, quát lớn, ta mới là phụ thân của các ngươi, Long Bạch Dược mới là phụ thân của các ngươi. Khi Long Bạch Vũ lời nói rơi xuống thời khắc, hắn khuôn mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ, hắn dáng người tại lúc này thoạt nhìn cũng là cao lớn mấy phần. Thiếu niên tư thái, tại lúc này hóa thành một vị trung niên nam tử bộ dáng, vẫn y như cũ gầy gò, nhưng là nhiều ra mấy phần lăng lệ. Mà lúc này, Long Vân Chi cùng với Long Thái Hiên mấy người, triệt để dọa sợ. Thật, Tuân Viễn Sơn nói, là thật, bọn hắn phụ thân cũng không phải là Long Bạch Vũ, mà là giết mình đệ đệ Long Bạch Dực. Cái này không chỉ là lừa qua bọn hắn, càng là lừa qua cả cái thái sơ cốt Long Tộc. Trong lúc nhất thời, Long Thái Hiên cùng Long Phù Linh hai người, thân thể run rẩy. Tuân Viễn Sơn lúc này nói, Long Bạch Dực, người thân phận đã là đã công bố, vậy hôm nay, bọn hắn có thể là sống không được. Cái này là tự nhiên, Long Bạch Dực lúc này thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng. Hắn đến vị không chính, cần thiết người giúp đỡ, mà có thể đủ giúp đỡ hắn, chỉ có đế tộc, lúc này năm vị cường giả khí tức tản hết ra cường hoành áp bách làm cho cổ viêm chung cùng hải uyên một phương cảm thấy áp lực thực lớn hải nghệ lúc này cũng là hiện thân đứng tại chính mình phụ thân bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới chính mình phụ thân cha ta nhớ rõ nhị thúc trước kia cũng là chiến tử bành hải uyên một quyền đập xuống hải nghệ cả cái người ngã vào bùn đất bên trong lúc nào còn tại cái này suy nghĩ lung tung hải uyên phẫn nộ quát lúc này Cổ viêm trung nhìn về phía Mục Vân, nói ta cùng Hải Uyên, hôm nay là đi không được, người mang lấy Hải Nghệ rời đi. Cổ tộc trưởng, đừng nói nhảm, cái này loại thế cục, liền là hoang thập nhất đến, cũng rất khó xử lý, tránh khỏi tuân viễn sơn không nói, bốn người bọn họ, có thể đều là chuẩn đế thực lực cấp bậc. Hai người chúng ta, bảo hộ không được ngươi, nhưng là bảo đảm ngươi rời đi, liều chết vẫn là có thể thử một lần. Cổ viêm trung tiếp tục nói, nhớ lấy, long bạch dược thân phận, nhất định phải truyền đi, hắn đến vị không chính, thái sơ cốt long tộc bên trong, hội có rất nhiều người không phục. Đến thời điểm, nói không được sẽ dẫn tới nội loạn. Cổ viêm trung cũng minh bạch, liền coi như dẫn tới nội loạn, có tinh thần cung nâng đỡ, long bạch dực cũng có thể trấn áp xuống. Bất quá, dù sao vẫn là có thể làm cho cái này hỗn đản khó chịu. Cổ viêm trung tiếp theo nói, trước kia tổ long đại nhân nhất thống 10 đại long tộc, tổ long đại chúng ta không tệ, diệp tộc càng là đối với ta nhóm cực tốt, ta mấy người hai người, sẽ không quên gốc, dù có chết, cũng để ngươi đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm rất không phải tư vị. Cổ tộc trưởng, hải tộc trưởng, ta, hải huyên lúc này quát, xú tiểu tử, lề mề chậm chạp, xéo đi, người muốn chết, nhi tử ta vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình, hải nghệ lại là khẽ nói, cha, muốn chết cùng chết. Chết ngươi cái cầu, hải huyên quát, cùng lấy Mục Vân một khối lăn, trở về kế thừa tộc trưởng đại vị, bảo vệ tốt ta hám hải thần long nhất tộc. Cha, Cút, cái này nhất khắc, Tuần Viễn Sơn cười nhạo nói, bốn vị, bọn hắn, hôm nay ai cũng không thể đi. Long Bạch Dược vừa xài bước ra, cười nhạo nói, ai cũng đi không được. Lúc này, Huyết Cửu Vĩ cũng là vừa xài bước ra, lạnh lùng cười nói, kia vẫn phí lời cái gì, giết nhi tử ta, Mục Vân, ta nhất định phải giết hắn. Xuất thủ, nhất thời ở giữa, năm vị nửa bước hóa đế, bốn vị có thể so với chuẩn đế thực lực, dây lát ở giữa giết ra. Oanh, mà đúng vào lúc này, cơ hồ là một sát na ở giữa, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên bộc phát ra. Chương 4615 lại phản chuyển, sau một khắc, tất cả mọi người là mộng, kia tiếng oanh minh đến từ hư thương tử, U Thiên Khuyết, huyết cửu vĩ, Tuân Viễn Sơn cùng với Long Bạch Dực năm người chỗ vị trí. Cuồn cuộn lực lượng, cơ hồ là đem đến kia một phiến thiên địa nuốt mất, làm cho tất cả người đều là vô pháp điều tra, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hiu 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 hiu, cơ hồ trong nháy mắt, tam đạo tiếng xé gió vang lên, tại quang mang kia nổ tung chỗ, tam đạo thân thể, tại lúc này triệt để nổ tung, phanh 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 phanh, phanh rơi vào đại địa, đạp nát từng tòa cao sơn, mới dừng lại. Lúc này, không chỉ là giao quang cung cùng thái hư minh long, cửu u âm long, huyết hóa ma long tộc võ giả kinh ngạc đến ngây người. Liền là mục vân, hải huyên cùng với cổ viêm chung mấy người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái gì tình huống, đã xảy ra chuyện gì? Đây là ai không có trưởng khống tốt chính mình lực lượng, trước tự bạo rồi bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ đây đương nhiên là không có khả năng có thể là trước mắt dù ai cũng không cách nào giải thích vào giờ phút này đã phát sinh tình huống a à, làm đến tiếng oanh minh nổ tung về sau tam đạo thân thể tản ra lệnh người hoảng sợ khí tức bạo liệt thời điểm một đạo kinh thiên động địa kêu thảm thanh âm lại là làm cho tất cả mọi người là sững sờ lúc này kia tam đạo tản ra thân thể nhìn kỹ lại chính là hư thương tử u thiên khuyết cùng với tuân viễn sơn ba người Long Bạch Dược cùng huyết cừu vĩ đâu. Cái này nhất khắc, ba người ánh mắt cũng là nhìn về phía không chung, chỉ thấy tại kia, hai thân ảnh đứng chung một chỗ. Có thể là vào giờ phút này, Long Bạch Dược một cái tay lại là xuyên qua huyết cừu vĩ lồng ngực, cầm thật chặt hắn trái tim. Tất cả mọi người là mộng, từ vừa mới biết Long Bạch Vũ liền là Long Bạch Dược thay thế về sau, đến hiện tại, đại gia còn không có tỉnh táo lại, đây cũng là lại bị chấn kinh một lần. Cái này đến cùng là cái gì tình huống? Long Bạch Dược, Tuân Viễn Sơn lúc này toàn thân chật vật, quát lớn, người tại làm cái gì? Long Bạch Dược, thế mà ra tay với huyết cửu vĩ. Mà tại lúc này, Mục Vân, Hải Uyên, Cổ Viêm chung ba người, mang lấy mấy chục người, lại là tập hợp cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí, một tia không dám khinh thường. Hiện tại, ai cũng không biết, cái này đến cùng là cái gì tình huống. Long Bạch Dược, mà lúc này, kiên nắm chặt huyết cửu vĩ trái tim Long Bạch Dược lại là cười nhạo một tiếng, hắn dung mạo cùng thân hình lại lần nữa biến hóa, lại là thành một vị thiếu niên tuấn Mỹ tư thái. Tuân Viễn Sơn, người nhìn rõ ràng, ta, là ai? Thanh âm lạnh lùng, tại lúc này vang vọng ra, Long Bạch Dực, lại thành Long Bạch Vũ. Cái này, tất cả mọi người là mộng, khí kịch hóa phản chuyển lại phản chuyển, ai cũng không biết lúc này nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Tuân Viễn Sơn lúc này, càng là trợn mắt hốc mồm. Tuân Viễn Sơn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này hư thương tử giận dữ, nhịn không được quát hỏi. Chuyện gì xảy ra, tuân viễn sơn mắng, ta thế nào biết rõ. Long Bạch Vũ thân phận là Long Bạch rực cái này là đế văn đình cùng đế văn khuyết nói cho hắn, hai vị công tử thế nào khả năng gạt người. Trong lúc này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà lúc này, không biết là Long Bạch Dực hay là Long Bạch Vũ, đứng ở nơi đó, nắm chặt huyết cửu vĩ trái tim, hờ hững nói, tại hồng hoang bí địa bên trong, ta xác thực là bị Long Bạch Dực tập kích, nhưng là cũng chưa chết đi, chẳng qua là trọng thương ngã gục. Long bạch rực xác thực là một mực dùng hình tượng của ta, hiện ra ở trước mắt người đời. Hứa ngưng nhân, vương sương hoa hai người, cũng xác thực là long bạch rực nữ nhân, chỉ là, đến cưới nhan giả dạ tình thời điểm, ta đã giết long bạch rực, thay vào đó, lại thành chân chính ta. Không có khả năng, tuân viễn sơn lúc này lại là quát, người không có khả năng vô thanh vô tức giết long bạch rực. Xác thực là không có khả năng, ta căn bản không có khả năng đi ra kia hồng hoang bí địa, cũng căn bản không có khả năng sống lấy ra đến, càng không khả năng giết Long Bạch Dực, nhưng là... Thêm lên mục thanh Vỗ đâu, lời này vừa nói ra, giống như kinh thiên chi lôi, làm cho tuân viễn sơn, hư thương tử, u thiên khuyết ba người, trực giác đến đầu rung động ầm ầm. Người nhóm tinh thần cung một vị, thay mận đổi đào, để Long Bạch Dực thay thế ta, trưởng khống thái sơ cốt Long Tộc, vì ngươi nhóm tinh thần cung hiệu lệnh. Thật tình không biết, núi cao còn có núi cao hơn, đế tinh cùng mục thanh vũ chơi thủ đoạn. Hắn xứng sao, thẳng đến lúc này lúc này, đại gia triệt để minh bạch. Long Bạch Dực cùng Long Bạch Vũ năm đó xác thực là ma người đồng thời xâm nhập một chỗ hồng hoang bí địa bên trong, mà ở trong đó, Long Bạch Dực xác thực là liên hợp tinh thần cung người, đánh giết Long Bạch Vũ. Có thể là Long Bạch Vũ cũng chưa chết đi, bị Mục Thanh Vũ cứu. Tiếp theo, Long Bạch Vũ dưỡng thương, Long Bạch Dực thay thế Long Bạch Vũ, tại Thái Sơ Cốt Long tộc bên trong, lấy vợ sinh con. Có thể là cái này chính giữa, Long Bạch Vũ tại Mục Thanh Vũ trợ giúp, lặng Yên không một tiếng động giết Long Bạch Dực, tiếp tục ngụy trang thành Long Bạch Dực, tiếp tục cùng tinh thần cung duy trì liên hệ chặt chẽ. Như vậy nói cách khác, Long Bạch Vũ trước hai vị phu nhân là Long Bạch Dực, mà Long Vân Ngạo, Long Vân Tiêu đã chết, Long Bạch Vũ căn bản không đau lòng. Đây không phải là hắn nhi tử A, à. chỉ có sau đến, hắn giết Long Bạch Dực, cưới nhan dạ tình, sinh ra Long Thái Hiên, Long Phù Linh, cái này hai vị mới là con cái của hắn. Chết là Long Bạch Dực, sống lấy là Long Bạch Vũ cái này sự tình, đem đến tinh thần cung đều là lừa gạt. Mục thanh vũ, tuân viễn sơn lúc này răng cắn chặt, giận không kềm được. Cái này đồ hốn trướng, cái này vương bắt đản, đến cùng làm nhiều ít sự tình. Lúc này, huyết cửu vĩ bị long bạch vũ móc ra trái tim, cả cái người thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, khí tức huệ oải. Khư thương tử cùng U Thiên khuyết hai người âm thầm may mắn ở giữa, lại là cảm thấy hiếu kỳ. Dù cho Long Bạch Vũ là tại đánh nhau không dự liệu tình huống dưới, đột nhiên xuất thủ, cũng không có khả năng trực tiếp trọng thương huyết Cửu Vĩ. Đến này các loại cảnh giới, người nào hội chân chính đối người bên cạnh triệt để yên tâm, không phòng bị. Có thể là trước mắt, huyết Cửu Vĩ lại tựa hồ như thụ trọng thương, cả cái người tựa hồ hoàn toàn không có nửa phần sức chống cự. Huyết tộc trưởng, Tuân Viễn Sơn quát ngươi, đừng gọi, lòng Bạch Vũ lúc này hờ hững nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu rơi xuống, lòng Bạch Vũ một trường bóp vái huyết Cửu Vĩ trái tim, kia trái tim bịch một tiếng nổ bể ra đến huyết cửu vĩ cả cái người toàn thân càng là run rẩy không thôi. Long Bạch Vũ lúc này một tay nắm lấy huyết cửu vĩ đầu, sách lấy hắn đầu, giữa không trung bên trong đứng vững, nhìn tả hữu hai phe nhân mã. Người nhóm nghĩ muốn ta huynh trưởng thay thế ta, thật tình không biết, ta còn sống. Đã sống lấy, ta liền đem tính liền kế, dùng Long Bạch dược thân phận, cùng các người tinh thần cung ở chung, dùng Long Bạch Vũ thân phận quản lý thái sơ cốt Long Tộc. Ta lòng mang oán hận, oán hận ta huynh trưởng Long Bạch dược tham lam mười đủ, càng oán hận ngươi nhóm tinh thần cung châm ngòi ly gián. Mục Thanh Vũ đã từng không chỉ một lần nói cho ta, cần thiết nhẫn nại, ta nghe hắn, nhẫn nại đến nay, thẳng đến lúc này lúc này. Hiện nay, một vị long tộc tộc trưởng chết trong tay ta, liền xem như đế tinh, đời này, cũng sẽ ghi nhớ ta long bạch vũ đi. Tuân Viễn Sơn nghe đến mấy câu này, lại là quát huyết tộc trưởng, người thế nào? Sánh ngang chuẩn đế thực lực huyết cửu vĩ, không có khả năng như này đơn giản liền bị long bạch vũ tập sát a. À chương 4616, thương sinh ấn tỷ. Không cần gọi, Long Bạch Vũ lúc này lại là hừ lạnh nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lấy Long Bạch Vũ lời nói rơi xuống, chỉ gặp hắn bàn tay nắm chắc, chậm rãi buông ra thời khắc, một đạo thương thanh sắc ngọc tỷ thân ảnh, chậm rãi tái hiện. Mục Vân nhìn một cái, kia ngọc tỷ bộ dáng, giống như chính mình đông hoa đế ấn, tản ra cổ lão mà tan thương khí tức. Nhìn đến kia thương thanh sắc ngọc tỷ quang mang ngưng tụ, Vân Viễn Sơn nhất thời ở giữa thần sắc nhất biến, một bước lui lại. Thương sinh ấn tỷ, Tuân Viễn Sơn quát, cái này là mục thanh vũ thành nhân đế thời điểm sử dụng thương sinh ấn tỷ, hắn đem này vật cho ngươi. Thương sinh ấn tỷ, thứ gì, mục vân không biết rõ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Hải Uyên mở miệng nói, trước kia người phụ thân thành tựu xương hào đế thực lực, vạn giới gọi là nhân đế, nhân đế tay bên trong, một kiện trí cường đế khí, tên là thương sinh ấn tỷ, khó trách, khó trách huyết cừu vĩ này các loại thực lực, hội bị Long Bạch Vũ một kích trọng thương, không hề có lực hoàn thủ. Đế khí, Mục Vân chỉ nghe được cái này hai chữ, một kiện đế khí A, à. lão cha cho chính mình nhiều tốt, cổ viêm chung lúc này cũng là nói, thương sinh ấn tỉ, có thể chấn áp thương sinh, nghe nói là Mục Thanh vũ tại hồng hoang bí địa bên trong tìm đến, Mục Thanh vũ ngược lại là hào phóng, thành thần đế về sau, đem này vật cho Long Bạch Vũ. Mục Vân cũng là gật gật đầu, cả cái thương lan thế giới bên trong, trừ 13 kiện hồng hoang trí bảo bên ngoài, đế khí, đương thời tối cường tồn tại. Hắn lần này tại thương đế cung bên trong, được đến không ít trí bảo. Đưa cho 9 vị phu nhân trí bảo, mỗi một kiện đều là giá trị chân quý, nhưng là trong đó, chỉ có băng phách bát kỳ kiếm, vô yêu cổ cầm cùng với ly thủy cửu thần châm là đế khí. Mà lại, cái này ba kiện bên trong, ly thủy cửu thần châm còn là một bộ thần binh. Cái này thương sinh ấn tỷ thoạt nhìn rất mạnh bộ dạng A có thể làm cho một vị chuẩn đế cấp thực lực cường giả bị một giây lát ở giữa tập kích trọng thương, không chống đỡ lực lượng, cái này là đế khí thực lực. Long Bạch Vũ lúc này, cầm trong tay thương sinh ấn tỷ, làm cho huyết cừu vĩ từ ban đầu bị tập kích đến hiện tại, một mực vô pháp khôi phục tự thân khí tức, càng khỏi phải nói phản kháng. Hư thương tử, U Thiên Khuyết, Tuân Viễn Sơn ba người lúc này dựa chung một chỗ. Không thể để hắn thực hiện được, giết, tam đạo thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra. Huyết cừu vĩ nếu là chết rồi, kia huyết hóa ma long tộc liền muốn loạn huyết hóa ma long tộc là tinh thần cung một sự giúp đỡ lớn như là loạn kia đối tinh thần cung liền là tổn thất khổng lồ giết lúc này hải uyên cổ viêm trung tự nhiên là không thể nhìn u thiên khuyết hư thương tử cùng tuân viễn sơn ngăn cản long bạch vũ mục phân lúc này cũng là cầm trong tay thiên khuyết thần kiếm trực tiếp ngăn hướng tuân viễn sơn tiểu tử người tìm chết tuân viễn sơn tức giận mà lúc này lòng bạch vũ cầm trong tay thương sinh ấn tỷ bắt đầu luyện hóa huyết cửu vĩ, muốn để một vị chuẩn đế, triệt để thân tử đạo tiêu, có thể là không có kia dễ dàng. Hải Uyên cùng cổ viêm chung hai người, lập tức cùng U Thiên Khuyết, hư thương tử giao chiến. Mục Vân thì là ngăn trở Tuân Viễn Sơn, lúc này, Lòng Bạch phú mở miệng nói, Mục Vân, ngăn trở Tuân Viễn Sơn nhất khắc thời gian là đủ. Tốt, Mục Vân cầm kiếm giết ra, Tuân Viễn Sơn càng là giận không kềm được, như là huyết cửu vĩ đã chết, kia thật là sẽ đại loạn một chàng. Mà lúc này, các tộc phong thiên cảnh cường giả nhóm cũng là lần lượt giao thủ với nhau. Long Bạch Vũ lúc này ánh mắt nhìn về phía Long Thái Hiên, nói thẳng qua tới. Long Thái Hiên lúc này lại là thần sắc bối rối, không biết rõ đến cùng có nên hay không nhích lại gần mình cái này vị phụ thân. Sợ cái gì, ta chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi hay sao? Long Bạch Vũ sắc mặt lạnh lùng, nói thẳng qua tới. Long Thái Hiên thân ảnh đi đến Long Bạch Vũ bên cạnh. Cả ngày làm sự tình sợ hãi rụt rè, người còn là ta Long Bạch Vũ nhi tử sao? Long Bạch Vũ nói, Long Vân Đằng ta đã giết. Long Bạch Vũ quát lớn, kia Long Vân Đằng mấy người thường khi nhục ngươi, ngươi vì cái gì không phản kháng. Long Thái Hiên lúc này khúm núm, dựa theo Long Bạch Vũ nói, Long Vân Đằng đến Long Vân hãn sáu người, cũng không phải là hắn dòng dõi. Đây cũng là không phải Long Thái Hiên thân huynh tỷ, mà là đường huynh đường tỷ, cái này để Long Thái Hiên thực tại là không dám tưởng tượng. Chỉ chớp mắt, thân phận của mình đều là biến thành thái sơ cốt long tộc, chân chính tộc trưởng Long Bạch Vũ, duy nhất nhi tử rồi. Long Bạch Vũ lại lần nữa nói, mẫu thân người ra từ thiên trúc long tộc, người cùng phù linh hai người, huyết mạch hạn chế, cho nên người không so được mấy người bọn họ. Cái này huyết cử vĩ huyết mạch chi lực cường hoành, ta dùng thương sinh ấn tỷ tách ra, người dung hợp trong đó, tương lai, người là muốn tiếp lấy ta chức vụ. Phụ. phụ, phụ thân, Long Thái Hiên vội vàng nói, còn có tứ tỷ, ngũ ca. Bọn hắn, Long Bạch Vũ một câu hừ ra, bàn tay một nắm chỉ gặp tam đạo thân ảnh giữa trời bị hút tới chính là long vân chi, long bạch phong cùng với long vân hãn ba người này ba người là vương xương hoa sở sinh bọn hắn phụ thân là đã chết đi long bạch Dực. giết bọn hắn long bạch phú quát, long thái hiên nghe nói sững sờ dù cho biết rõ cái này ba người cũng không phải là chính mình thân huynh tỷ mà dù sao cũng là chính mình đường huynh đường tỷ mà lại bao nhiêu năm đến ở chung giết hắn thế nào hạ thủ được phụ thân, Long Thái Hiên lại là vội vàng nói, ba vị huynh tỷ cũng không có sai lầm, phụ thân bỏ qua cho bọn hắn đi. Làm càn, Long Bạch Vũ lại là nghiêm túc thận trọng, quát lớn tha hắn nhóm. Long Bạch rực có thể từng nghĩ tới giúp ta, người biết rõ vì phụ tại kia hồng hoang bí địa, bị chân áp ba vạn năm, là làm sao vượt qua sao. Cả ngày bị vực sâu minh thú ăn tươi nuốt sống hồn phách, muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu không phải mục thanh vũ xuất hiện, vi phụ đã là thi thể. Người bây giờ nói, bọn hắn không tội, có thể là tương lai, như có cơ hội, bọn hắn hội vì chính mình phụ thân báo thù, giết người ta, người minh bạch sao. Tất yếu tàn nhẫn, là không thể mềm yếu nương tay. Long bạch dực muốn giết ta, cho dù là ta huyết thân huynh trưởng, hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn chú ý tình thân, tha hắn không chết sao. Có thể là, Long Thái Hiên còn muốn nói gì nữa, Long Bạch Vũ lại là một tay nắm chặt nhi tử bàn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Long Thái Hiên tay bên trong do dự thiếu quyết đoán, người xứng làm nhi tử ta sao? Long bạch phú quát, vì phụ những ngày năm nhìn lấy người bị bọn hắn sáu người xem thường, khi dễ, mẫu thân người càng là bị hứa ngưng nhân cùng vương sương hoa hai nữ xem thường, xem thường, người đều nhẫn nhịn. người là ta long bạch vũ nhi tử, ẩn nhẫn có thể dùng, nhưng là nhu nhược không thể dùng. người muốn cùng mục vân biết rõ ẩn nhẫn, nhưng là nhất định không thể nhu nhược, võ giả cũng sẽ thất phu nhất nộ huyết tiên ba bước. người là ta long bạch vũ chi tử, dưới cơn nóng giận cho dù là chết cũng muốn tiên địch nhân một thân huyết. Động thủ, phụ thân, ngươi không đến, ta giúp ngươi." Long Bạch Vũ lúc này một trường chụp trên người Long Thái Hiên, Long Thái Hiên trường kiếm đâm ra, xuyên thấu Long Vân chi thân thể. Người đem hắn nhóm xem thành thân huynh tỷ, bọn hắn lại chỉ là đem ngươi xem thành phế vật, xem ngươi như cỏ rác, cái này dạng thân huynh tỷ, còn không bằng Mục Vân đối đãi ngươi thành tâm, ngươi muốn bọn hắn làm cái gì? Sớm muộn tại sao lưng ngươi đâm ngươi một đao sao? phốc 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 phốc, Long Bạch Vũ điều khiển Long Thái Hiên, đem Long Vân Chi ba người, từng cái chém giết. Long Bạch Vũ lại lần nữa nói, này phiên trở lại tộc bên trong, ngươi, muốn tại toàn tộc người trước mặt, giết hứa ngưng nhân cùng Vương Sương Hoa. Nghe đến lời này, Long Thái Hiên thân thể run lên. chương 4617, Long Bạch Vũ bản tính. Long Bạch Dực cưới các nàng hai người, củng cố chính mình tại tộc bên trong địa vị cùng thân phận, hai người này đã sớm biết. Các nàng gả người là Long Bạch Dực, mà không phải Long Bạch Vũ. Long Bạch Vũ tiếp tục nói, hai người này, hẳn phải chết không nghi ngờ, người muốn tại toàn tộc người trước mặt, giết các nàng, giết biết rõ này sự tình tất cả người. Mà đến lúc đó, vì phụ lập ngươi vì thái tử, ngươi chính là thái sơ cốt Long tộc thái tử gia, là thái sơ cốt Long tộc tương lai. Phụ thân, ta, nhìn đến Long Thái Hiên muốn nói chuyện, Long Bạch Vũ nói thẳng, Ngươi dám nói thêm câu nữa ngươi không được, ta một trưởng đập chết ngươi. Ngươi không được, còn có phù linh, ta đại có thể lập phù linh vì long tộc thái tử, tương lai liền là long tộc đệ nhị vị tộc trưởng. Nghe đến long bạch vũ lời này, long thái hiên một thời gian câm như hến. Mà nơi xa, mục phân nhìn đến một màn này, càng là run lẩy bẩy. Long thái hiên nói lên chính mình phụ thân, đề cập phụ thân phách lối ương ngạch, hôm nay gặp mặt, quả là thế a. À? Cường thế bá đạo không tưởng nổi, long thái hiên, sợ là bị dọa thảm, mà lúc này, long phù linh cũng là đi đến long bạch vũ thân trước. Nhìn lấy phụ thân của mình, đã là quen thuộc lại là lạ lẫm phụ thân ngươi long phù linh muốn nói gì có thể lại không biết muốn nói gì bạn đang nghe chuyện trên al audio chúc bạn nghe chuyện vui vẻ linh nhi long bạch vũ duỗi duỗi tay vuốt vuốt nữ nhi tóc ôn hòa cười nói những năm gần đây khổ ngươi lúc này long thái hiên thấy cảnh này hơi ngẩn ra đối nữ nhi là mò đầu đối với nhi tử là cầm tay đánh cái này cũng quá khác nhau đối đãi mà lại Long Thái Hiên đột nhiên vang lên, từ nhỏ bắt đầu, mình bị người khi dễ, phụ thân từ không vì mình nói chuyện, có thể là mấy vị huynh trưởng khi dễ muội muội, phụ thân lại là đều hội thiên vị. Lúc kia Long Bạch Vũ cũng đã là Long Bạch Vũ. Nói cách khác, phụ thân nhìn lấy chính mình bị khi phụ, hiện tại một trận gian dậy. Mà lúc đó nhìn đến muội muội bị khi phụ, liền là bao che cho con. Tranh lệch cũng quá lớn, cha, ngươi thật còn là ngươi, đúng vậy a, à, từ hai người các ngươi ra sinh, ta chính là ta, Long Bạch dược đã bị ta giết. Long Bạch Vũ lúc này ôn hòa nói, Long Bạch dược đã chết, đương thời ta phó thác mục thanh vũ giúp ta đem Long Bạch dược hồn phách huyết mạch nhục thân luyện hóa, chính là vì ngươi chuẩn bị. Lúc này, Long Bạch Vũ lấy ra một khỏa đạt đến lớn chừng bàn tay đan dược, thả tới Long Phù Linh tay bên trong, nói, đem này đan dược dung hợp tự thân, người chính là ta thái sơ cốt Long tộc nhất lấp lánh công chúa. Kia thải lăng thiên thất lạc nhiều năm nữ nhi thải vi vi, hiện nay bị thải lăng thiên sủng thành bảo bối, Ta Long bạch vũ nữ nhi không so nữ nhi của hắn kém, cái này Long giới bên trong xuất sắc nhất Long tộc công chúa là Ta Long bạch vũ nữ nhi. Mục vân thấy cảnh này càng là chép miệng một cái. Long bạch rực, chỉ ít cũng là nửa bước hóa đế đi, tinh hắn một thân khí huyết luyện hóa mà thành một khỏa Long đan. Cái này đến là bao nhiêu đại bổ a, à? còn có huyết cửu vĩ một thân khí huyết. Long bạch vũ hiển nhiên là cho Long Thái Hiên dự sẵn, cái này lại là nhiều bổ a. À. Cái này hai cái như là cho hắn không nói đến hắn long hóa chi thân hội tăng cường nhiều ít, vẻn vẹn tự thân cảnh giới, nói không được liền có thể từ cửu trọng, nhất cử đi đến nửa bước hóa đế cảnh giới. Long tiền bối, Mục Vân lúc này đối kháng lấy Tuân Viễn Sơn, mở miệng nói, dứt khoát cho ta đi. Long Thái Hiên nghe đến lời này, lúc này thần sắc sáng lên, nói, Mục Huynh đã cứu ta nhiều lần, phụ thân, cái này huyết cửu vĩ một trong thân tinh huyết khí tức, ngài dùng thương sinh ấn tỉ ngưng tụ, đưa cho Mục Huynh đi, hắn nhất định có thể dùng đi đến thập trọng cảnh giới. Cút, Long Bạch Vũ một tiếng quát xuống, cái này một tiếng lăn, cũng không biết là đối Mục Vân, còn là nói với Long Thái Hiên. Long Bạch Vũ quát, đây là ta cùng Mục Thanh Vũ thương nghị, Long Bạch Dược chi tinh khí, huyết cửu vĩ chi tinh khí, là thuộc về hai người các ngươi, hắn Mục Vân tại cái này thương đế cung bên trong, được đến nhiều ít tốt chỗ rồi. Bán đế khí, đế khí, ngươi hỏi hỏi hắn được đến nhiều ít kiện rồi. Long Bạch Vũ một mắt thấy hướng Mục Vân bên kia, khẽ nói, người nghĩ muốn, tìm cha ngươi đi không cho liền không cho, kia hung làm cái gì, Mục Vân không thèm để ý Long Bạch Vũ, cái này ra hỏa, xác thực là ngang ngược không phân rõ phải trái chủ. Long Phù Linh lúc này nắm chặt lại kia đại Long Đan, Ngọc Thủ vốt ve đan dược, lại là chưa từng ăn xuống. Người thừa dịp chết sớm cái ý niệm này, Long Bạch Vũ lúc này lại là quát, người như là dám đem này đan dược cho kia tạ thanh, ta liền xem như liều mạng đắc tội bách lý khấp, ta cũng đi đổ hắn. Cha, tạ thanh người khác rất tốt, tốt cái dám, Long Bạch Vũ mắng, kia hỗn trướng, liền là một cái mười phần vương bát đản. Long Bạch Vũ nâng đến này chỗ, thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Nếu không phải là Mục Thanh Vũ nói, cùng lấy Tạ Thanh, chính mình nữ nhi là chiếm tiện nghi, hắn sớm liền chụp chết Tạ Thanh. Khắp nơi hái hoa ngắt cỏ một cái tay ăn chơi, thế mà đối nữ nhi của hắn hạ thủ, chết 10 vạn lần đều đáng đời. Long Bạch Vũ nhìn nhìn Mục Vân, nội tâm không nhịn được thở dài một tiếng. Chính mình cái này một đôi nhi nữ, bị Mục Vân cùng Tạ Thanh ăn chết chết. Cái này hội sẽ không cũng là tại Mục Thanh vô tính toán bên trong đâu. Long Thái Hiên nghĩ đem huyết cửu vĩ khí huyết thần cho Mục Vân. Long phù Linh nghĩ đem Long Bạch Dược chi luyện hóa thành Đại Long Đan cho Tạ Thanh. Cái này hai cái đứa nhỏ ngốc, chỉ là nghĩ đến tại chỗ này, Long Bạch Vũ lại là âm thầm tự trách. Nếu không phải là chính mình những năm gần đây vì ẩn nấp thân phận, chính mình cái này một đôi nhi nữ, cũng sẽ không tính cách như đây, cũng hẳn là như hư thiên, u cửu tuyệt, cổ phong nguyệt, Vũ Văn phủ mấy vị kia long tộc thái tử, tiêu sái tự ý. Bất quá, đây cũng là có chỗ tốt, hư thiên, u cử tuyệt là rất cao ngạo, sóng cuồng, thế nhưng lại chết tại mục vân cùng tạ thanh trong tay. Có thời điểm, khiêm tốn một chút, cũng là chuyện tốt a. À? Chỉ là mình đời này, duy nhất điệu thấp một lần, liền là lần này lén gạt đi thân phận. Đây là mục thanh vỗ cách đoạn thời gian liền tới dỗ dành an ủi mình, nếu không, dùng chính mình cái này phách lối cuồng phóng tính cách, nhìn đến long vân đằng, cùng với hứa ngưng nhân những kia người đối đãi chính mình thê nữ làm càn vô cùng sớm liền một bàn tay một cái trục chết hết đem thân phận của mình bại lộ đứng tại cái này chờ lấy long bạch vũ lại lần nữa nhìn về phía long thái hiên quát lớn long thái hiên không dám phản bác đứng bên người không nói một lời hắn lúc này lắc mình biến hóa thành thái sơ cốt long tộc trưởng duy nhất nhi tử muốn tiếp nhận thái tử chi vị thành vì tương lai thái sơ cốt long tộc tộc trưởng nội tâm quả thực là lo lắng bất an Đột nhiên, Long Thái Hiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói cha, ta cùng đại vũ giới vũ gia vũ tâm giao hôn ước. Ngươi như là nghĩ làm phế, vì phụ này phiên trở lại, trực tiếp diệt vũ gia, tiện tay sự tình mà thôi, vũ tâm giao xác thực là không xứng với ngươi bây giờ. Nghe đến lời này, Long Thái Hiên một trận xấu hổ. Phụ thân cái này động không động giết người cả nhà ý nghĩ, cũng quá phách lối điểm. Cha, ngươi hiểu lầm, ta là thật tâm thích vũ tâm giao, ta muốn cùng nàng thành hôn, mong rằng phụ thân thành toàn, Long Bạch Vũ nhìn thoáng qua chính mình Nhi Tử nói: Ngươi yên tâm đi, ta lấy mẫu thân ngươi, nàng cũng không phải là ta Thái sơ cốt Long tộc tộc nhân, vẫn như trước là sinh ra ngươi muội muội cái này dáng người nữ nhi, vì phụ đối huyết mạch chi thành kiến không có kia sâu. Đến mức tương lai ngươi hai người hài tử, khả năng huyết mạch không đủ thuần, đến thời điểm liền đi tìm Mục Thanh Vũ, hắn có rất nhiều biện pháp tìm Mục Thanh Vũ, hắn không dám, kia có thể là thần đế, cái nào là nói tìm liền có thể tìm a chương 4618 thắng bại, tựa hồ nhìn ra Long Thái Hiên nội tâm nghĩ, Long Bạch Vũ tiếp theo nói, ngươi không phải cảm thấy Mục Vân là ngươi nhận là có thể dùng tin tưởng người sao. Kia ngươi đến thời điểm tìm hắn, hắn đến thời điểm nói không được cũng liền có biện pháp. Đa tạ phụ thân thành toàn, Long Thái Hiên vui vẻ không thôi, nhìn ngươi kia tiền đồ, vô tâm giao ngươi có thể dùng cưới, làm ngươi đệ nhất vị phu nhân ta cũng không để ý. Bất quá tiểu tử ngươi chỉ ít cho ta cưới 10 vị phu nhân, thế nào cũng phải tìm một cái ta thái sơ cốt long tộc bên trong nữ tử làm phu nhân a à, phụ thân cái này là vì cái gì long bạch vũ nhìn thoáng qua lúc này cùng tuân viễn sơn giao thủ mục vân liền theo sau chậm rãi nói ta nữ nhi không thể so thải lăng thiên cái kia cẩu vật nữ nhi kém nhi tử ta tự nhiên cũng không thể so mục thanh vũ nhi tử kém mục vân chín vị phu nhân ngươi liền phải mười vị đã ngươi vô pháp tại phu nhân thực lực thiên phú siêu việt hắn kia liền tại số lượng siêu việt hắn Long Thái Hiên trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. phổ thân cái này nên chết thắng âm muốn, có thể là cha, người cũng không bằng mục thanh vũ, ta chỗ nào có thể so mục vân lợi hại. Người nói cái gì, Long Bạch Vũ gầm thét một tiếng, lúc này, Long Bạch Vũ đứng tại giữa không trung, dùng thương sinh ấn tỉ tách ra huyết cửu vĩ khí huyết thần, dung luyện một thể, chuẩn bị cho Long Thái Hiên dung hợp. Hải huyên cùng cổ viêm chung hai người, thì là cùng hư thương tử, U Thiên Khuyết hai người giao thủ. Mục Vân thì là đối kháng lấy Tuân Viễn Sơn, Khuyết cử Vĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuân Viễn Sơn lúc này nội tâm giận dữ, đạo cao một thước ma cao một trượng, Mục Thanh Vũ liền là ma, Long Bạch Dực cái này một quân cờ, là đế tinh đại nhân phế rất nhiều thủ đoạn chôn xuống, năm vị cung chủ xuất thủ, trợ giúp Long Bạch Dực đánh giết Long Bạch Vũ. Nhưng là bây giờ, chết lại là Long Bạch Dực, sống lấy lại là Long Bạch Vũ. Nên chết, Mục Vân, Tuân Viễn Sơn lúc này càng nghĩ càng giật, càng khí càng nộ, nóng lòng nuốt mục phân. Ngươi cho rằng cùng tạ thanh cùng nhau liên thủ, giết lý khai dương cung chủ, chính ngươi liền có thể đối phó nửa bước hóa đế sao. Tuân Viễn Sơn lúc này khí tức bạo phát, giận dữ hết, si tâm vọng tưởng. Tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra, khủng bố khí tức, dây lát ở giữa truyền ra tới. Nửa bước hóa đế, chúa tể đạo nguyên điểm hội tụ điểm cuối cùng, giữa lúc này, chúa tể đạo lực lượng so vạn mét chúa tể đạo lực lượng càng cường đại giao quang cánh tuân viễn sơn một câu quát xuống bàn tay một nắm thể nội khí thế mênh mông dây lát ở giữa bộc phát ra quanh long long thanh âm tại lúc này không ngừng vang lên khủng bố khí tức lan truyền ra bất ngờ ở giữa tinh quang hội tụ hóa thành một đôi vũ rực vững như lợi nhận khí thế bức người ba 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 tiếng xé gió vang lên kia vũ rực lăng không mà lên phóng xuất ra ngàn vạn đạo tinh quang tiến mũi tên thẳng hướng mục vân mà đi khủng bố bạo phát lực nhất thời ở giữa lan truyền ra. Mục vân ánh mắt lạnh duệ, bát đoán kiếm thể chi ý cảnh, ngưng tụ tại thần, thiên khuyết thần kiếm tại lúc này, một kiếm chém ra. Khai thiên hoang, trong một chớp mắt, trường kiếm giết ra, trong lúc nhất thời, thiên địa thời không, như đồng vị tại hồng hoang đại địa bên trong, thương tang hưu quạnh. Mà tại cái này thương tang hưu quạnh ở giữa, chỉ có mục vân một người, đứng ở nơi đó, quanh thân có lấy ngàn vạn đạo kiếm khí, xoay tròn không ngừng, phô thiên chi thế, nổ bể ra tới. Oanh, từng đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Lúc này, song phương giao chiến, trừ hải uyên, cổ viêm chung cùng u thiên khuyết, hư thương tử bốn người giao thủ cực kỳ khủng bố bên ngoài, chính là mục vân cùng tuân viễn sơn giao thủ. Khí thế kinh khủng, không ngừng bộc phát ra, mục vân đem đến bát hoang kiếm quyết để thăng lưỡng thức, uy năng đề cao mấy lần, lại thêm vào cửu trọng cảnh giới, hắn bản chất cùng thập trọng đã không có tranh lệch. Song trọng chúa tể đạo điệp ra, liền là kinh khủng như vậy. Mà tại lúc này, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, tràn ngập ra, khủng bố khí tức, làm cho tất cả người đều là cảm giác lực áp bách. Long Thái Hiên lúc này đứng tại Long Bạch Vũ bên cạnh người, lo lắng nói cha, Mục Vân sợ không phải tuân viễn sơn đối thủ. Nếu không thì, ngậm miệng, Long Bạch Vũ không hề bị lay động, lập tức nói, dù cho ta có thương sinh ấn tỷ tại tay, người cho rằng huyết cửu vĩ là dễ giết như vậy chết. Như là không triệt để đem luyện hóa, làm hắn hồn phách chạy trốn, kia hắn liền không chết được có thể là mục vân, người lo lắng cái gì kinh. Long Bạch Vũ chậm rãi nói, hắn như là chết rồi, hắn liền không phải mục thanh vũ nhi tử. Lời tuy như đây, có thể là Long Thái Hiên nội tâm vẫn y như cũ là lo lắng bất an. Hắn tự nhiên biết rõ mục vân rất mạnh, mặt đối cùng cảnh giới cửu trọng thiên kiêu, cho dù là mặt đối thập trọng cảnh giới, mục vân đều không có áp lực. Có thể là, nửa bước hóa đế, kia là một tầng khác. Oanh oanh oanh, phụ tử nói chuyện ở giữa, Mục Vân cùng Tuân Viễn Sơn đã là qua hơn 10 chiêu. Tuân Viễn Sơn thi triển tinh quyết, ra từ tinh thần cung, cực điểm bá đạo. Đây cũng là tinh thần cung bảy đại cung chủ đều tự trưởng khống tuyệt học, không so long tộc bí thuật tranh lệch. Lần này, Mục Vân mới là chân thực cảm nhận được, nửa bước hóa đế khủng bố. Quả thật không phải chúa tể cảnh võ giả có thể dùng đợi đến. Lúc trước, hắn cùng tả thanh một đạo, đối phó Lý Khai Dương, tốt xấu là hai người liên thủ, rất lớn một bộ phận áp lực, có tả thanh chia sẻ có thể là lần này, chỉ có chính hắn. Nếu không phải là đi đến cửu trọng cảnh giới, mặt đối tuân viễn sơn, hắn chỉ sợ căn bản sống không tới bây giờ. Huyết long chú, tinh vân táng, mục vân hai tay một nắm, tam đạo hình tam giác hình ấn ký, dây lát ở giữa bộc phát ra. Có thể là lúc này, tuân viễn sơn thân trước, quang mang lóe lên, đầy trời tinh thần quang mang, hóa thành bão cát, từ trên trời giáng xuống. Kia huyết long chú dây lát ở giữa phá không mà ra, giết tới tuân viễn sơn thân trước, thổi phù một tiếng, phá vỡ tuân viễn sơn phòng ngự, tại hắn ngực lưu lại một đạo huyết ngân. Có thể là lúc này, tinh vân táng, giống như đầy trời cát bụi, đem mục vân thân thể chấn áp. Tí tách, tiên huyết rơi xuống, tuân viễn sơn đưa tay sờ sờ chính mình gương mặt, hơi sững sờ. Hắn, bị mục vân thương đến, vô cùng nhục nhã, đi chết đi, tuân viễn sơn bàn tay một nắm, tinh vân táng ngưng tụ tinh thần quang mang, như hoàng sa cái địa, đem đến kia một phiến thiên địa, toàn bộ nghiền ép vỡ vụn. Để lão tử chết, người không đủ tư cách, mục vân thanh âm, tại lúc này vang lên, tinh quang trồng chất chỗ, từng bước, một chiếc đỉnh lô xuất hiện. Thiên địa hồng lô, thiên địa hồng lô bay lên, phía dưới, mục vân thân mang thương hoàng thần y, đứng tại tại chỗ, như vạn giới hoàng giả, hai mắt nhìn thẳng tuân viễn sơn. Không linh chảm, cơ hồ dây lát ở giữa, một đạo không gian đao nhận, vô hình không thực, tại lúc này dây lát ở giữa xung kích đến tuân viễn sơn thân trước. Khanh, trầm thấp tiếng len keng, tại lúc này vang lên. Tuân Viễn Sơn thân trước, một lần Kim Thuẫn ngừng tụ mà ra, chống đỡ Mục Vân cái này nhất thức không gian công kích. Chỉ là dù là như đây, Tuân Viễn Sơn thân thể khẽ run lên. Huyết long chú, hư không thần quyết, luận bạo phát lực, có thể là so bát hoang kiếm quyết càng thêm khủng bố. Cái này nhất khắc Tuân Viễn Sơn cảm thấy uy hiếp, đến từ Mục Vân uy hiếp. Kẻ này chỉ là cửu trọng cảnh giới, phó quyết bạo phát lực kinh người. Như là đi đến thập trọng, cho dù là hắn Tuân Viễn Sơn, cùng hắn một đối một thật giao thủ với nhau, chỉ sợ cũng khó dùng làm đến đánh giết. Dạng này ra hỏa, nhất định không thể tùy ý hắn lại cái này tiêu giao khoái hoạt đi xuống. chương 4619, giao quang tiến tuân viễn sơn cầm trong tay kim thuẫn, ngạo nghễ mà đứng, thân thể tại lúc này, lóe ra nhàn nhà tinh mang. Mà từng bước, hắn phía sau ngưng tụ ra bảy đạo hư huyễn tinh thần quang mang. Kia bảy đạo hư huyễn tinh thần quang mang, tại lúc này từng bước xuất hiện biến hóa, chỉ có giao quang tinh vị trí, quang mang bốc lên. Mục vân trong lúc nhất thời, trở nên cẩn thận. Phía trước, Lý Khai Dương đã từng thi triển qua này các loại võ quyết, bạo phát lực, rất mạnh rất mạnh. Duệ vân chảm, đột nhiên, tuần viễn sơn làm khó, hắn thân thể đứng tại không trung bàn tay một nắm, một đạo tinh thần đao nhật, dây lát ở giữa ngưng tụ, trăm trượng chi trường, thẳng hướng mục vân mà ra. Tam phẩm huyết long chú, lại lần nữa bạo phát, khanh, quang mang nổ bể ra tới. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết Long chú ấn ký, phá toái, mà kia tinh thần đao nhận, lại là vẫn y như cú thẳng hướng Mục Vân mà tới. Hoàng đế phong thiên ấn, Mục Vân một trường phủ xuống, một đạo ấn ký dây lát ở giữa bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang vọng ra. Mục Vân thân thể, tại lúc này dây lát ở giữa lùi lại ngàn trường. Giờ khắc này tuân viễn sơn, cả cái người công kích lực tựa hồ dây lát ở giữa kéo lên mấy lần, để người kinh ngạc không thôi. Cái này hỗn đản, lúc này, Mục phân ổn định thân thể, hai người cách lấy ngàn trượng khoảng cách, có thể là đều có thể nhìn đến đối phương chỗ. Hơi hơi thở ra một hơi, Mục phân thân thể bốn phía, đạo đạo giới văn ngưng tụ. Ngàn vạn đạo giới văn, phô thiên cái địa mà ra. Vạn hóa thiên diễn trận, cửu hư quy nhất trận, thương linh đồ ma trận, nhất thời ở giữa, Mục phân đạo đạo giới văn sinh động, hóa thành từng tòa đại trận, quay quanh tại chính mình thân thể bốn phía, tràn ngập tại thiên địa ở giữa. Hắn hiện tại thi triển ra ngàn vạn đạo giới văn cấp bậc đại trận, còn gian nan. Có thể là hơn 700 vạn đạo giới văn, tám hơn trăm vạn đạo giới văn giới trận, lại là vô cùng dễ dàng. Tuy vô pháp đối tuần viễn sơn tạo thành thương tích, nhưng là đủ dùng tạo thành một chút phiền toái, giảm sóc một chút công kích. Tuân Viễn Sơn vốn là nhìn đến Mục Vân thi triển ra giới trận, nội tâm một kinh, có thể liền theo sau nhìn đến Mục Vân thi triển ra chỉ là đối phó phong thiên cảnh thất trọng, bát trọng cấp bậc giới trận, lại là cười nhạo một tiếng. Sơn cùng thủy tận sao, Tuân Viễn Sơn cười lạnh nói, đánh giám, Mục Vân khẽ nói, huyết long chú như là ngưng tụ lục phẩm, giết ngươi như giết chó, hư không thần quyết, ta như là đi đến thập trọng thi triển, giết ngươi như mổ heo. Hoàng đế kinh ngũ thức, ta như là cô động thành công, giết ngươi càng là dễ dàng. Ngươi một cái nửa bước hóa đế, bị ta cái này cửu trọng kéo tới hiện tại, xấu hổ hay không? Mục Vân cười lạnh nói, không cùng ngươi chơi, hôm nay, ta liền sớm hơn tạ thanh một bước, tàn sát nửa bước hóa đế. Mục Vân một câu rơi xuống, tuân viễn sơn ánh mắt lạnh lùng. Thật sao, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, người như thế nào đồ ta? Khủng bố khí tức, tại lúc này bộc phát ra, oanh long long thanh âm vang lên ở giữa, lệnh người hồi hộp khí tức, vang vọng ra, tuân viễn sơn dưới chân, phảng phất là đạp lấy một mảnh tinh không cái này tinh không, đem hắn cùng Mục Vân hai người đứng vững thiên địa, triệt để bao trùm. Mục Vân một câu hừ lạnh, bàn tay vung lên, đông hoa đế ấn tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Đại ấn quang mang bắn bốn phía, một cỗ chấn nhiếp lực, lao thẳng tới Tuân Viễn Sơn mà đi. Chỉ là thấy cảnh này, Tuân Viễn Sơn lại là cười nhạo một tiếng. Hắn tay bên trong dây lát ở giữa một nắm, có lấy một đạo kim thụy chi khí, ngưng tụ mà ra. Sát na, kia kim thụy chi khí, hóa thành một đạo tinh thần mũi tên, dây lát ở giữa lao thẳng tới trăm trưởng đại đông hoa đế ấn mà đi khanh một đạo bén nhọn thanh âm vang lên mũi tên dây lát ở giữa xuyên qua đông hoa đế ấn mà tại lúc này đông hoa đế ấn mặt ngoài đạo đạo vết rách nổi bật thấy cảnh này mục vân ngạc nhiên đông hoa đế ấn nương theo hắn đã hồi lâu này ấn tuy không phải bán đế khí đế khí có thể cũng là đỉnh tiêm giới khí cấp bậc cho tới nay cực kỳ cứng cỏi nhưng là bây giờ thế mà là bị Tuân Viễn Sơn điều khiển tinh thần mũi tên, một tiếng trực tiếp phá toái. Lúc này, Tuân Viễn Sơn vẫy tay một cái, kia tinh thần mũi tên, lại lần nữa xuất hiện tại hắn tay bên trong, hóa thành một đạo ấn ký, lóe ra tinh quang. Giao quang tiến, uy lực như thế nào? Tuân Viễn Sơn nhìn về phía Mục Vân, cười nhạo nói. Mục Vân lúc này chửi ầm lên, đông hoa đế ấn bị hủy, Mục Vân đau lòng vô cùng. Này ấn uy năng, chỉ ít mặt đối thập trọng, là một đập một cái chuẩn liền này không có, Mục Vân sao có thể không nộ. Hừ, Tuân Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa vỗ một cái, kia mũi tên dây lát ở giữa phá không mà ra, đâm thẳng Mục Vân. Cùng lúc đó, dưới chân tinh không, đầy trời tinh thần ngưng tụ, hóa thành khỏa khỏa thiên thạch, gào thét ở giữa, từ bốn phương tám hướng hướng lấy Mục Vân đánh tới. Mà tại lúc này, Mục Vân bàn tay một nắm, lôi đế trượng nắm trong tay, một trượng vung ra, đầy trời lôi đình, gào thét mà ra. quanh long long thanh âm, tại lúc này bộc phát ra. Cái kia đạo đạo tinh thần vẫn thạch, nhận lôi đình công kích, tốc độ chậm lại, có thể là tinh thần mũi tên lại là không bị lôi đình ảnh hưởng, tại lúc này vẫn y như cũ là nhanh như như thiểm điện, đi đến mục vân thân trước. Cút, mà tại lúc này, mục vân một câu quát xuống, hắn thân trước một đạo trăm trượng tháp cao, tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ. Mũi tên, bắn tới tháp cao phía trên, oanh long long cuồn cuộn nổ đùng, bộc phát ra, mục vân thân thể tại lúc này không ngừng lùi lại, tháp cao lúc này lại là gắng gượng chống cự lại giao quang tiến công kích. Cái này nhất khắc, tuần viễn sơn khẽ giật mình, làm sao lại như vậy, chỉ là, hắn ánh mắt rơi tại mục vân thân trước tháp cao phía trên, lại là dây lát ở giữa ánh mắt sáng lên. Thương đế tháp, tuần viễn sơn quát, thương đế tháp, thế mà bị ngươi thu phục. Mục vân lúc này cười nhạo nói, thương đế nhìn ta mục vân thiên phú vô song, là nhất đẳng thần đế hạt giống, liền chủ động đem tháp này tặng cho ta. Đế khí, thương đế tháp, Tháp này tuy nói tại hiện tại mục vân tay bên trong, không thể bộc phát ra 10 phần uy lực, mà dù sao là đế khí, bạo phát lực còn là rất mạnh. Mục vân đứng tại ngọn tháp, nhìn về phía Tuân Viễn Sơn, khẽ nói, giết ta. Người có thể giết ta mới là lạ. Tuân Viễn Sơn ánh mắt lạnh lùng xuống đến. Mục vân tu võ quyết, huyết long chú cũng tốt, hư không thần quyết cũng được, đều là nhất đẳng. Mà nắm giữ thần binh, lôi đế trượng, thương đế tháp, càng là nhất đẳng. Cái này hỗn đản, Tuân Viễn Sơn giận dữ, nếu như thế, như ngươi mong muốn, Tuân Viễn Sơn lúc này hừ hừ, có thể là, hắn còn chưa xuất thủ, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Mục Vân, người cút đi, một thanh âm tại lúc này vang vọng ra, Long Bạch Vũ, kết thúc, nghe đến Long Bạch Vũ mở miệng, Tuân Viễn Sơn sững sờ. Long Bạch Vũ tuy giống như hắn là nửa bước hóa đế cảnh giới, thế nhưng lại nắm giữ chuẩn đế cấp thực lực. Hắn cùng Mục Vân giao chiến đến hiện tại, hao phí khá lớn. Long Bạch Vũ lại có đế khí thương sinh ấn tỉ tại tay. Long Bạch Vũ cầm đế khí, có thể là cùng Mục Vân cầm đế khí, kia là cách biệt một trời. Mục Vân nghe đến lời này, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể là nội tâm cũng là có một chút thất lạc. Hắn còn nghĩ thử thử, có thể hay không đồ Tuân Viễn Sơn đâu? Bất quá Long Bạch Vũ xuất thủ, tự nhiên là tốt nhất. Tuân Viễn Sơn lúc này, như lâm đại địch, sắc mặt khó coi xuống đến. Có thể đúng vào lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên kia phương xa chỗ, sơn nhạc ở giữa, có lấy mấy chục đạo thân ảnh, tiếng gió giết gào ở giữa đến. Long Bạch Vũ, người thật đúng là hội ẩn tàng A. Một đạo tràn ngập bất đắc dĩ mạo án độc thanh âm, tại lúc này vang lên. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.